Nguyên tôn tập 85, Đáy hổ bí bảo, tập 86, Kim viết trì cảnh thuyết minh tại kênh youtube Di Các Phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Trên mặt hồ nước tản ra ánh sáng sáu màu này. Mấy người Chu Nguyên, Kim Trương, Đường Tiểu Yên đều vây quanh ở gốc bảo thụ kia. Ánh mắt nóng bỏng nhìn qua từng quả cam giống như là đá quý óng ánh, sáng long lanh nhưng cũng tản ra hào quang rực rỡ, tươi đẹp hoặc là nói, dị bảo trúc thần rát trên bảo thụ. Có bốn quả dị bảo trúc thần năm màu, bảy quả dị bảo trúc thần bốn màu. 38 quả dị bảo trúc thần ba màu. Kim Trương cẩn thận đếm thoáng một lần, sau đó mở miệng nói. Hắn vừa dứt lời ngay cả Chu Nguyên đều hít một hơi khí lạnh, hiển nhiên là bị khiếp sợ, phải biết rằng, lúc trước bọn họ vất vả thu thập lâu như vậy mà hôm nay trong hai chi đội ngũ cũng chỉ có Chu Nguyên cùng Kim Trương là đã ngừng luyện ra dị bảo trúc thần bốn màu. Mà những đệ tử khác có thể đạt tới ba màu đều dài rác không có mấy, trên cơ bản đều là dị bảo trúc thần hai màu. Bởi vậy có thể thấy được, muốn ngưng luyện ra dị bảo trúc thần đến tột cùng là cần số lượng huyền nguyên chi tinh khổng lồ đến mức nào nhưng mà bây giờ trên bảo thụ này đúng là đã ngưng kết ra gần 50 quả dị bảo trúc thần đủ loại thấp nhất là ba màu có thể nghĩ mấy người chu nguyên cảm thấy rung động như thế nào không hổ là bảo địa sáu màu chu nguyên cảm thán một tiếng cuối cùng là hắn đã hiểu rõ ở bên trong huyền nguyên động thiên này muốn đạt được dị bảo trúc thần phẩm giai cao thì cách nhanh nhất và hữu hiệu nhất chính là tìm bảo địa nếu như chỉ đơn thuần thu thập huyền nguyên, nguyên chi tinh rồi ngưng luyện dị bảo trúc thần thì tốc độ thật sự là quá chậm xem ra nếu như ta muốn ngưng luyện ra dị bảo trúc thần đẳng cấp bảy màu về sau phải chú ý hơn với những bảo điện này rồi trung nguyên trầm ngâm một lát rồi thầm nói ở trong lòng kim trương nhìn về phía trung nguyên rồi hỏi những dị bảo trúc thần này phải phân phối như thế nào đây đường tiểu yên cũng chuyển ánh mắt nóng rực từ trên bảo thụ về phía trung nguyên nàng mỉm cười nói trung nguyên thủ tịch trong lần tranh đấu với thánh cung này ngươi có cống hiến lớn nhất ngươi cứ nói đi chúng ta sẽ phân phối số dị bảo trúc thần này như thế nào nàng cũng là người biết không đơn giản cho nên ở lúc này hoàn toàn không có giọng khách át giọng chủ hơn nữa làm ra tư thái dùng trung nguyên cầm đầu mà không thể không nói đường tiểu yên thông minh hơn triệu như kia quá nhiều cách đối nhân xử thế cũng làm cho người ta cảm thấy cực kỳ thoải mái mà ngay cả trung nguyên đều hơi có học cảm với nàng nhưng mà hắn cũng không có sĩ diện cãi láo mà cự tuyệt dù sao hôm nay hắn là người lĩnh đội của thương huyền tông rất nhiều đệ tử vì mệnh lệnh của hắn liều chết liều sống chiến đấu cho nên hắn cũng có nghĩa vụ tranh thủ lợi ích cho bọn họ. hắn nhìn chăm chăm vào bảo thụ, hơi trầm ngâm một lúc rồi nói: bốn quả dị bảo trúc thần nam màu chúng ta muốn ba quả, một quả còn lại sẽ thuộc về đường tiểu yên thủ tịch như thế nào? tuy rằng bách hoa tiên cung có hai vị đệ tử thủ tịch, nhưng trong lần tranh đấu này triệu như cũng không có làm ra cống hiến gì, cho nên chu nguyên cũng không cho rằng nàng có tư cách đạt được một quả dị bảo trúc thần nam màu. nghe chu nguyên nói vậy, đường tiểu yên khẽ cắn cặp môi đỏ mọng, sau khi trầm mặc một lát, cuối cùng khẽ gật đầu trong nội tâm nàng cũng hiểu lúc trước thái độ của triệu như đối với trung nguyên kém như vậy người sau khẳng định cũng không có hảo cảm đối với nàng hơi trọng yếu hơn chính là ở bên trong đại chiến lúc trước triệu như hoàn toàn chính xác là không có chút cống hiến nào ngược lại bởi vì bản thân không cẩn thận suýt nữa làm cho bọn họ đều rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm cho nên nàng coi như là lý giải việc trung nguyên không có phân dị bảo trúc thần năm màu cho triệu như trung nguyên thấy thế ngược lại là thở dài một hơi ở trong lòng nếu như đường tiểu yên không đồng ý thậm chí muốn tranh cho triệu như còn thật sự là khá phiền toái dù sao hắn tình nguyện chiến đấu với phạm yêu một trận cũng không muốn vì một tí lợi ích mà ở chỗ này cãi nhau cùng một đám nữ nhân của bách hoa tiên cung dị bảo trúc thần bốn màu có bảy quả thương huyền tông ta bốn quả ba quả sẽ thuộc về bách hoa tiên cung dị bảo trúc thần ba màu có ba mươi tám quả thương huyền tông ta hai mươi ba quả bách hoa tiên cung mười lăm quả mà huyền nguyên chi tinh ẩn chứa trong hồ nước tản ra ánh sáng sáu màu này thương huyền tông sẽ lấy sáu thành bách hoa tiên cung bốn thành trung nguyên một hơi nói thẳng sự phân phối trong lòng mình nghe chu nguyên nói xong đường tiểu yên cẩn thận tính toán một lát chợt cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận phơn phớt của nàng hơi nhếch lên tạo thành một đường cong vui vẻ lông mày cong cong ô như nói vậy thì ta đây sẽ đại biểu cho các sư muội của bách hoa tiên cung tạ ơn chu nguyên thủ tịch rồi nàng cũng người thông tuệ chỉ hơi chút tính toán là đã biết số tài nguyên mà chu nguyên phân cho bách hoa tiên cung các nàng cũng không ít tổng thể mà nói đến thì xem như là đã cho các nàng gần bốn thành tài nguyên phần phân chia này đã xem như tỷ lệ cực cao rồi nếu như đổi lại là phạm yêu ở nơi này thậm chí có khả năng chỉ cho các nàng hai thành thậm chí một thành tài nguyên trung nguyên cười cười rồi lết nhìn kim trương ở một bên trong lòng cũng có chút cảm thán đường tiểu yên này mới là một nhân vật lợi hại nhìn như nhu hòa không tranh nhưng lại có thể chiếm được phần lợi ích cao nhất nếu như là đổi lại triệu như ở chỗ này thương lượng trung nguyên cảm thấy nhiều lắm là hắn chỉ có thể phân cho các nàng ba thành tài nguyên hết lần này tới lần khác đối mặt với đường tiểu yên này trung nguyên ngược lại không có biện pháp thi triển thủ đoạn quá mức ác độc đây không thể nghi ngờ cũng là chỗ lợi hại của đường tiểu yên nhưng mà phân thêm cho các nàng một chút cũng tốt cứ xem như là lấy lòng bách hoa tiên cung đi nếu tình với lâu dài thì kỳ thật cũng không thể nói là chịu thiệt rồi đã phân phối tốt rồi vậy thì chúng ta nhanh chóng hái dị bảo trúc thần xuống thôi trung nguyên nói đường tiểu yên gật gật đầu xung phong nhận việc tiến lên nàng vung tay lên nguyên khí giống như một dòng suối chảy xuôi phía trên bảo thụ chỉ trong thốc lát dị bảo trúc thần trên cây đều đã được gỡ xuống sau đó nàng dùng nguyên khí nâng lên đưa đến trước mặt trung nguyên trung nguyên lấy hai quả dị bảo trúc thần năm màu đưa cho Kim Trương cùng đường Tiểu Yên, mà hai người cũng không che giấu được sắc mặt vui mừng, nhận lấy nó. Dị bảo chúc thần năm màu. Sắc mặt của Kim Trương vui mừng, đã có vật ấy, đợi đến khi hắn đột phá đến thần phủ cảnh là có thể mở ra năm thần phủ rồi, chuyện này đối với hắn mà nói đã xem như là việc khó có được rồi. Có thể nói, mục tiêu cơ bản của hắn trong lần tiến vào huyền nguyên động thiên này đều xem như đã hoàn thành. Xem ra đi theo Trung Nguyên thủ tịch quả nhiên là có thịt ăn rồi, hôm nay, trong huyền nguyên động thiên này, chỉ cần không gặp thánh tử, chắc hẳn không có đệ tử thủ tịch nào có thể tranh đấu với trung nguyên thủ tịch nữa đường tiểu yên mỉm cười nói cũng tiện thể nịnh nọt Chu nguyên một câu đương nhiên kỳ thật đời này cũng coi như là lời nói thật tuy rằng ở trong thánh cung phạm yêu kia chỉ là xếp thứ ba nhưng dựa theo suy đoán của đường tiểu yên dùng trạng thái cuối cùng kia của phạm yêu coi như là đối mặt với đệ tử thủ tịch xếp hạng nhất của thánh cung chỉ sợ đều có năng lực chống lại nhưng mà ở trong trạng thái này phạm yêu vẫn như cũ là bị trung nguyên xử lý sạch sẽ liền thi thể đều không có lưu lại có thể nghĩ, chu nguyên đã ẩn tàng một thủ đoạn rất mạnh, cho nên chỉ cần không gặp thánh tử, thực lực của chu nguyên đủ để đi ngang ở khu vực bên ngoài của huyền nguyên, nguyên động thiên. chu nguyên cười cười, cũng lấy ra hai quả dị bảo trúc thần nam màu còn lại rồi nói, vậy hai quả này sẽ thuộc với ta rồi. kim trương cũng không có bất kỳ dị nghị đối với chuyện này, dùng cống hiến của chu nguyên trong trận tranh đấu này, một người ăn hai quả dị bảo trúc thần nam màu, chắc hẳn không có bất luận kẻ nào có ý kiến. còn lại những dị bảo trúc thần này, hãy phân phối cho những đệ tử có cống hiến lớn nhất. Trung Nguyên đem số dị bảo trúc thần còn lại phân phối đưa cho Kim Trương cùng Đường Tiểu Yên. Hai người gật đầu tiếp nhận. Mà sau khi bọn họ phân phối dị bảo trúc thần hoàn tất thì lại phát hiện vào lúc này gốc bảo thụ sinh trưởng ở trong hồ nước kia bắt đầu héo rũ, cuối cùng nhanh chóng hòa tan ra, chưa để dung nhập trong hồ nước, từ từ tiêu tán. Hiển nhiên là dị bảo trúc thần bị hái xuống cũng đã làm cho bảo thụ mất đi tất cả sinh cơ, không có cách nào nữa hấp thu nguyên khí để sinh trưởng nữa. Nhưng mà sau khi bảo thụ tiêu tán, mấy người chu nguyên lại phát giác được lực kháng cự mà hồ nước tản ra ánh sáng sáu màu này tán phát ra vào lúc này lại dần tiêu tán kể từ đó những đệ tử khác hiển nhiên là cũng có thể tiến vào cứ dựa theo phân phối đã bàn lúc trước đệ tử của hai tông cùng tiến vào thu thập huyền nguyên chi tinh trong hồ nước tản ra ánh sáng sáu màu này chu nguyên nói chu nguyên thủ tịch hình như cũng có không ít thế lực ở chỗ này ngấp nghé đường tiểu yên bỗng nhiên thấp giọng nói nghe đường tiểu yên nói vậy chu nguyên cũng nhìn về phía xa sau khi lực kháng cự mà hồ nước tản ra ánh sáng sáu màu này tản ra tiêu tán một vài thế lực cũng bắt đầu có chức dục dịch mặc dù biết rõ nơi này có hai tri đội ngũ của thường huyền tông và bách hoa tiên cung nhưng sức hấp dẫn của hồ nước tản ra ánh sáng sáu màu này quá lớn chúng ta có nên đổi bọn họ đi hay không kim trương hỏi trung nguyên hơi trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu nói việc đó quá khó khăn rồi thôi thì hãy để ra một góc vắng vẻ của hồ nước tản ra ánh sáng sáu màu này cho những thế lực khắp nơi kia tự mình phân phối đi bọn họ muốn đánh như thế nào là chuyện của bọn họ nhưng nếu như có người quấy nhiễu chúng ta thì hãy trực tiếp thu hồi ta nghĩ bọn họ sẽ rất vui vẻ khi giúp chúng ta duy trì trật tự đôi mắt dễ thương của đường tiểu yên hơi sáng lên chiêu thức ấy của chu nguyên quả thật là quá đẹp ngược lại là giảm bớt rất nhiều phiền hà cho bọn họ tuy rằng những tông môn đỉnh cấp như bọn họ cũng không kiên kỵ những tông phái nhỏ kia nhưng một khi có quá nhiều con ruồi đến quấy rối thì cũng rất khó chịu mà chu nguyên chỉ cần ném ra một phần nhỏ tài nguyên ở chỗ này là đã xử lý xong vấn đề khó nhằn kia rồi lại còn có thể thu hoạch không ít thiện ý đương nhiên quan trọng nhất là có thể giảm bớt việc cho bọn họ vì vậy hai người nhanh chóng rời đi ăn bài đệ tử của hai tông chu nguyên đứng ở trên mặt hồ hắn nhìn qua chỗ lúc trước bảo thụ bị hòa tan trong hồ nước tàn ra ánh sáng sáu màu này ánh mắt lại hơi hơi có chút lập lòe có lẽ kim trương đường tiểu yên nghĩa rằng gốc bảo thụ kia là vì dị bảo trúc thần bị hái mà biến thành hư vô nhưng phá chứng thánh văn lưu chuyển ở chỗ sâu trong con người của trung nguyên lại làm cho hắn phát giác được một chiếc khác thường chẳng lẽ hồ nước tản ra ánh sáng sáu màu này còn có bí mật khác hay sao hắn trầm ngâm một lúc rồi thân ảnh chợt khẽ động và nhanh chóng tiến vào trong hồ nước tản ra ánh sáng sáu màu khổng lồ này bất kể như thế nào trước tiên cứ điều tra một chút đi ở chỗ sâu trong hồ nước tản ra ánh sáng sáu màu này một bóng người màu vàng đạp nước đi qua trung nguyên nhìn quanh bốn phía hồ nước tản ra ánh sáng sáu màu này đập vào mắt đều ánh sáng nhiều màu rực rỡ tươi đẹp làm cho người ta có cảm giác hoa mắt thần mê nhưng mà hồ cũng không có bao nhiêu sinh cơ thậm chí có phần vắng lặng tựa như là lúc trước gần kề chỉ có con linh quỷ mãng kia sinh sống ở nơi này từ chỗ mi tâm của Chu Nguyên, thần hồn chấn động rồi không ngừng lan tràn ra, cố gắng dò xét ở chỗ sâu trong hồ nước tản ra ánh sáng sáu màu này. Hắn muốn dò xét xem hồ nước tản ra ánh sáng sáu màu này còn có bí mật gì hay không. Đáng tiếc, mặc dù đã cố gắng dò xét nhưng mà Chu Nguyên cũng không có cảm giác được bất luận chấn động gì khác thường. Nếu như không phải trước kia Chu Nguyên dùng phá trướng thánh văn, cảm giác được một ít chấn động rất nhỏ khi góc bảo thụ kia tiêu tán, chỉ sợ cũng không thể nghi ngờ. Ngay cả thần hồn đều không có cách nào dò xét ra hay sao? Ánh mắt của Chu Nguyên chớp lên, đã như vậy, hắn chỉ có thể mượn nhờ sức mạnh của Phá Trướng Thánh Văn rồi. Phá Trướng Thánh Văn, Chu Nguyên quát khẽ ở trong lòng, ở chỗ sâu trong con người, Thánh Văn cổ xưa lập tức xoay tròn, thế giới ở trước mắt Chu Nguyên lập tức xuất hiện biến hóa. Màu sắc rực rỡ, tươi đẹp dần dần biến mất, hết thảy đều trở nên hư hóa. Thân hình của Chu Nguyên nhanh chóng xẹt qua trong hồ nước tản ra ánh sáng sáu màu này, con người không ngừng nhìn quét qua xung quanh. Cứ như thế, thẳng đến một lúc sau, ánh mắt của hắn đã tập trung vào một chỗ dưới đáy hồ của hồ nước tản ra ánh sáng sáu màu này dựa vào phá trương thánh văn trung nguyên vớt cục trung thấy có một tia chấn động rất nhỏ phát ra ở nơi đó nhìn qua chỗ đó trong lòng của trung nguyên lập tức chấn động ngọn nguồn của hồ nước tản ra ánh sáng sáu màu này quả nhiên là không đơn giản như vẻ bề ngoài vậy nhưng mà cái chỗ này cũng ẩn nấp quá mức hoàn mỹ nếu như không phải là hắn có được phá chứng thánh văn chỉ sợ cho dù lập tung hồ nước tản ra ánh sáng sáu màu này được khó có thể tìm ra nhưng bây giờ thì tốt rồi chỉ là không biết dưới đáy của hồ nước tản ra ánh sáng sáu màu kia này đến tột cùng còn cất giấu cái gì thân hình của hắn đáp xuống chỗ kia vung tay áo lên một luồng nguyên khí lao ra cuốn nước bùn lên nhưng mà lại là hắn cũng không có phát hiện bất kỳ điều gì khác thường lúc này có chút ngạc nhiên chẳng lẽ phá trướng thánh văn nhìn lầm rồi hay sao hắn cao mày con mắt nhìn chằm chằm vào chỗ đó cứ như thế sau một hồi khá lâu ánh mắt của hắn chợt lóe lên bởi vì hắn trông thấy không gian ở chỗ đó tựa như là có chút rung động bạn đang xem nguyên tôn được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim trong mắt trung nguyên xẹt qua thần sắc kinh hãi và nghi hoặc hẳn là dưới đáy hồ này còn có một cái không gian nhỏ khác hay sao nếu thật là như thế vậy cũng khá phiền toái loại không gian nhỏ này quá đặc biệt nếu như muốn hóa giải cũng không phải là chuyện dễ dàng gì hơn nữa động tĩnh lúc hóa giải sẽ thật lớn khó tránh khỏi sẽ bị những người khác phát hiện ra mà chu nguyên lại cũng không muốn bộc lộ bí mật này ra dù sao ở đây thật sự là quá nhiều người nhưng trọng yếu hơn là nếu như bí mật này bị lộ ra hắn sẽ phải một lần nữa phân phối một phần cho bách hoa tiên cung rồi dù sao lúc trước hắn đã xem như nhượng bộ rồi mà ý nghĩ này chỉ lóe lên ở trong nội tâm của chu nguyên thôi lúc này hắn trượt ngừng đầu chỉ thấy được có mấy bóng người cũng rẽ nước đi đến đúng là mấy người kim trương đường tiểu yên chu nguyên thủ tịch có phát giác được cái gì khác thường hay sao đường tiểu yên đi tới gần tới đôi mắt đẹp nhìn thoáng qua chỗ lúc trước chu nguyên vận chuyển nguyên khí để xốc lên và hỏi chu nguyên bình tĩnh lắc đầu hắn ngược lại không lo lắng đường tiểu yên phát hiện ra cái gì dù sao ngay cả hắn đều phải dựa vào phá trứng thánh văn mới có chỗ phát hiện quả nhiên đôi mắt dễ thương của đường tiểu yên nhìn quanh một vòng sau đó lại nhìn về phía chu nguyên có chút tức nối nói chúng ta lúc trước cũng dò xét khắp nơi một vòng nhưng mà không có phát hiện bất kỳ vật gì chu nguyên gật gật đầu nói có gốc bảo thụ kia chuyến thăm dò bảo địa này đã xem như không tệ rồi đường tiểu yên thoáng có chút ngượng ngùng rồi khẽ gật đầu thật sự là nàng có chút tham lam rồi đi thôi trước tiên nên thu thập huyền nguyên chi tinh ẩn chứa trong hồn nước tản ra ánh sáng sáu màu này đã Trung Nguyên nói một câu rồi không hề do dự lao lên mặt hồ, xem ra hắn còn phải chờ đến lúc chia tay với nhóm người của Bách Hoa Tiên Cung, hắn lại tìm cơ hội đến tìm hiểu bí mật dưới đáy hồ này. Một đoàn người lại một lần nữa lao lên mặt hồ, mà lúc này đệ tử của hai tông đều đã tiến vào, sau đó dựa theo khu vực phân phối ra, chính là đang cao hứng thu thập huyền nguyên chi tinh ẩn chứa trong hồ nước tản ra ánh sáng sáu màu này. Huyền nguyên chi tinh ở đây có phẩm chất cực cao, vượt xa những chỗ bọn họ đã thu thập lúc trước, nếu như có thể thu thập đủ, hiển nhiên là sẽ rất có tác dụng đối với việc ngưng luyện dị bảo trúc thần của bọn họ dù sao tuy rằng bảo thụ đã ngưng kết dị bảo trúc thần nhưng người có thể được phân đến dị bảo trúc thần vẫn là số ít cho nên càng nhiều đệ tử còn phải nỗ lực thu thập huyền nguyên chi tinh đương nhiên chu nguyên cũng đưa cho những đệ tử chưa được phân đến dị bảo trúc thần này một ít chiếu cố ở chỗ bọn họ thu thập huyền nguyên chi tinh cũng nhiều hơn một phần lúc chu nguyên xuất hiện đệ tử của hai tông đều nhìn hắn với ánh mắt kính sợ cùng cảm kích đặc biệt là những thiếu nữ của bách hoa tiên cung kia đôi mắt đẹp lại lớn mật quét tới quét lui trên người Chu Nguyên, sau đó tụ lại cùng một chỗ phát ra âm thanh vui đùa ầm ĩ. Nhìn ra được, các nàng cảm thấy cực kỳ hứng thú đối với người nổi bật nhất trong lần tranh đấu này là Chu Nguyên. Người bây giờ chạy tới ngoắc ngoắc ngón tay, sợ là không ít tiểu nha đầu đều sẽ chạy theo ngươi. Ở một bên có thanh âm truyền đến, chỉ thấy được Cố Hồng Y hai tay ôm ngực, chân dài thẳng tắp dẫm mặt nước, viên cười nói với Chu Nguyên. Nghe Cố Hồng Y nói vậy, khóe miệng của Chu Nguyên có chút run rẩy, nhưng mà nghĩ đến ngươi có lẽ không có lá gan này, đến lúc đó nếu tin tức chuyển vào trong tai của yêu yêu sợ là ngươi khó có thể giao phó cặp môi đỏ mọng của cố hồng y hơi nhấc lên triều tức nói chu nguyên chừng nàng một cái rồi nói cái gì gọi là khó có thể giao phó cô nói như ta rất sợ nàng vậy chu nguyên sư huynh ở sau lưng chu nguyên chợt có một giọng nói ngọt ngào truyền đến hắn quay đầu nhìn lại chỉ thấy được một thiếu nữ thanh tú động lòng người của bách hoa tiên cùng đứng ở chỗ đó thiếu nữ này có ngũ quan tinh xảo da thịt trắng nõn như tuyết là tiểu mỹ nhân hiếm có lúc này đang dùng đôi mắt to như nước trong vào nhìn qua hắn, e lệ mà nói, chu Nguyên Sư Huynh, không biết ta có thể làm phiền Sư Huynh chỉ ta cách thu thập huyền nguyên chi tinh hay không. Trông thấy thiếu nữ xinh đẹp như vậy, nghĩ đến bất luận nam tử gì đều sẽ phải mềm lòng. Nhưng mà Chu Nguyên lại không chút do dự lắc đầu, nghiêm mặt nói, bởi vì trận đại chiến lúc trước, cho nên lúc này ta cần dưỡng thương, nếu như sư muội cần, ta có thể giới thiệu đệ tử khác của thương huyền tông ta cho ngươi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của thiếu nữ có chút cứng đờ, sau đó, nàng chợt lắc đầu, giống như là có chút thất vọng nói vậy thì cũng không cần làm phiền sư huynh khác rồi nói xong liền chậm rãi chạy về chu nguyên quay đầu và thấy được thần sắc giống như cười mà không phải cười trên mặt cố hồng y lúc này hử lạnh nói ta đây là thật sự bị thương cần điều tức ha 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 ta tin rồi cố hồng y mỉm cười nói sau đó quay người bỏ đi chỉ là ánh mắt cuối cùng khi nhìn qua chu nguyên tựa như là mang theo thần sắc đồng tình thương cảm chu nguyên hận đến nghiến răng nhưng cuối cùng chỉ có thể phiền muộn khoanh chân ngồi xuống lẩm bẩm nói cái gì gọi là sợ yêu yêu chúng ta đó là tôn trọng lẫn nhau, ngươi hiểu cái gì? Hắn hừ một tiếng, cũng không hề để ý tới cố hồng y, nắm chặt bàn tay, một quả trái cây giống như là đá quý sáng chói, tản ra năm loại màu sắc đã xuất hiện ở trên tay của hắn. Đúng là dị bảo trúc thần năm màu mà hắn chiếm được. Hắn nắm dị bảo trúc thần năm màu, lại nhìn quanh bốn phía, bây giờ hồ nước tản ra ánh sáng sáu màu này đầy người, trông cực kỳ náo nhiệt, xem ra lúc này hắn không thể nào đi thử đánh vỡ cái không gian nhỏ kia rồi. Cũng được, trước tiên cứ an tâm luyện hóa dị bảo trúc thần năm màu này đã đợi đến khi huyền nguyên, nguyên chi tinh ở nơi này bị thu thập hết thì sẽ yên tĩnh hơn khi đó hắn có thể tìm cơ hội nghĩ như vậy chu nguyên cũng vứt bỏ tạp niệm hai mắt nhanh chóng khép lại dị bảo trúc thần năm màu ở trong lòng bàn tay thì bắt đầu tuôn ra từng sợi khí lưu năm màu từ lòng bàn tay của chu nguyên không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn sự ồn ào náo động ở chỗ hồ nước tàn ra ánh sáng sáu màu này rằng co trong trọn vẹn sáu ngày liền ở trong sáu ngày này đệ tử của thương huyền tông cùng bách hoa tiên cung đều tựa như là không biết mệt mỏi không ngừng cố gắng thu thập huyền nguyên, nguyên chi tinh ẩn chứa ở bên trong hồ nước tản ra ánh sáng sáu màu này. Mà dưới cường độ thu thập như vậy, đợi đến ngày thứ sáu thì hồ nước này đã không còn tản ra ánh sáng sáu màu nữa. Cuối cùng, theo thời gian trôi qua, nó đã biến thành hồ nước trong veo, nhìn qua không có gì khác biệt với những hồ nước tầm thường. Lúc này, ở bên cạnh hồ nước, đệ tử của hai tông đứng ở ven hồ, nhìn qua hồ nước trong veo ở trước mắt kia, trên mặt bọn họ đều có vẻ tức núi, hiển nhiên là vẫn còn chưa thỏa mãn, thậm chí nếu như có thể, bọn họ tình nguyện ở chỗ này thêm một thời gian nữa. Nhưng mà đáng tiếc chuyện này chỉ là mong ước mà thôi. Chu Nguyên thủ tịch, Đường Tiểu Yên dẫn một đám đệ tử nữ đi tới, đôi mắt dễ thương nhìn qua Chu Nguyên, mỉm cười nói, "Bây giờ, chúng ta đã thu thập hết Huyền Nguyên chi tinh ẩn chứa ở bên trong hồ nước này, bây giờ, chúng ta cũng phải khởi hành tiến về chỗ sâu trong Huyền Nguyên động thiên, hội hợp với thánh tử của tiên cung. Lúc này đây, đội ngũ của ta phải đa tạ Chu Nguyên thủ tịch rồi, Bách Hoa tiên cung chúng ta sẽ nhớ cái nhân tình này." Nói xong, nàng chắp tay, thi lễ với Chu Nguyên một cái, dù sao, nếu như không phải là có Chu Nguyên thì lần này Bách Hoa Tiên cung các nàng tất nhiên sẽ có thương vong không nhỏ. Chu Nguyên cười cười, nói, đó là chuyện mà ta phải làm thôi, đã lựa chọn hợp tác thì ta đây sẽ luôn dốc hết toàn lực. Nghe Chu Nguyên trả lời như vậy, Đường Tiểu Yên khẽ mỉm cười và nói, Chu Nguyên thủ tịch, tuy rằng hiện tại sư huynh chỉ là đệ tử thủ tịch, nhưng không biết vì sao, ta lại có dự cảm, có lẽ ở chỗ sâu trong huyền nguyên động thiên, sư huynh cũng sẽ không bị nhiệt thánh tử kia áp chế. Mặc dù có lẽ rất nhiều người sẽ cảm thấy những lời này của đường Tiểu Yên không thật đúng, nhưng nàng lại ẩn ẩn có một loại trực giác, người thanh niên ở trước mắt cũng không có đơn giản như những gì hắn biểu hiện ra bên ngoài vậy. Cô nói như vậy là qua coi trọng ta rồi. Trung Nguyên gãi gãi đầu, trên mặt lại nở nụ cười tươi, ôn hòa. Hai người lại một lần nữa nói vài câu khách sáo với nhau rồi từ biệt. Trung Nguyên nhìn qua lục la ở phía sau đường Tiểu Yên, lúc này thiếu nữ cũng hì hì cười với hắn, sau đó phất phất bàn tay nhỏ bé, nói, Trung Nguyên, hẹn gặp lại ở chỗ sâu trong huyền nguyên động thiên nhé chỉ là chu nguyên tựa như là nhìn thấy có thần sắc giả hoạt lóe lên trong đôi mắt to trong veo như nước kia của nàng nhưng mà hắn cũng không nghĩ nhiều chỉ là cười gật gật đầu vậy thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại đường tiểu yên khẽ gật đầu rồi nàng khẽ quát một tiếng chân ngọc đạp trên nguyên khí phóng lên trời ở sau lưng nàng rất nhiều đệ tử của bách hoa tiên cung cũng cười đùa và đi theo sau mà ở lúc rời đi cũng có không ít đệ tử nữ kia nhìn chu nguyên với ánh mắt u oán chu nguyên thì là làm như không thấy những ánh mắt này đưa mắt nhìn bách hoa tiên cung đi xa sau đó duỗi cái lưng mệt mỏi như chút được gánh nặng và cười nói với kim trương mấy người cố hồng y chúng ta cũng chuẩn bị khởi hành thôi bước tiếp theo bọn họ đồng dạng là cũng phải chạy tới chỗ sâu trong huyền nguyên, nguyên động thiên hội hợp cùng thánh tử của thương huyền tông kim trương gật gật đầu sau đó tiến đến phân phó những đệ tử khác chỉnh đốn chuẩn bị xuất phát mà chu nguyên thì là đứng trên gò núi xoay bàn tay ra lập tức ở trong lòng bàn tay của hắn có hào quang màu sắc rực rỡ hội tụ đến cuối cùng tạo thành một viên ngọc mượt mà như đá quý trong viên ngọc này có vầng sáng năm loại màu sắc chậm rãi chảy xuôi có chấn động huyền diệu từ trong đó phát ra không nghĩ tới cho dù đã luyện hóa hấp thu cả hai quả dị bảo trúc thần nam màu kia nhưng cũng không thể khiến cho dị bảo trúc thần tiến hóa đến cấp độ sáu màu trong mắt trung nguyên có chút tức nuối ở trong sáu ngày này hắn chẳng những đã hấp thu hai quả dị bảo trúc thần nam màu lấy được trên bảo thụ lại còn thu thập không ít huyền nguyên chi tinh ẩn chứa bên trong hồ nước tản ra ánh sáng sáu màu này nhưng cuối cùng cũng không thể giúp dị bảo trúc thần này Hiển nhiên là để tiến hóa đến đẳng cấp 6 màu thì dị bảo trúc thần cần có số lượng huyền nguyên chi tinh tương đối khổng lồ. Chu Nguyên lật bàn tay một cái, thu viên ngọc năm màu kia vào bên trong khí phủ, nhìn qua hồ nước đã trở nên trong vắt kia, ánh mắt có chút lập lòe, chỉ có hắn là biết được ở dưới đáy hồ tựa như là vẫn còn cất dấu bí mật. Đợi lát nữa tìm cớ để ly khai với những người khác, sau đó lại âm thầm quay về đây, hào hào tìm hiểu về bí mật ở dưới đáy hồ kia. Chu Nguyên tự nói ở trong lòng, hắn cũng không có ý định công bố bí mật này ra bởi vì hắn cũng có tư tâm, dù sao theo suy nghĩ của hắn, lúc này đây, hắn đã làm rất tốt công việc dẫn đội rồi, những người theo sau hắn đều đã kiếm đầy bồn đầy bát, mà bây giờ, hắn cũng nên tranh thủ cho chính bản thân mình một chút. Đương nhiên, ở trong đó tự nhiên cũng có lý do là không gian dưới đáy hồ kia còn rất nhiều nhân tố không xác định, cho nên hắn cũng không cần phải vì thế mà huy động nhân lực. Lúc này, Cố Hồng Y đến báo lại là mọi người đã chuẩn bị thỏa đáng, vì vậy Chu Nguyên lại một lần nữa liếc nhìn hồ nước trong veo ở trước mắt, sau đó liền quay người rời đi, rất nhanh đệ tử của thương huyền tông cũng điều khiển những đám mây bằng nguyên khí phóng lên trời, rời xa nơi đây. sau khi thương huyền tông cùng bách hoa tiên cung rời đi, một vài thế lực còn lưu ở nơi đây lập tức chen chúc xông vào trong hồ nước này, muốn thử xem còn có thể tìm được chút tài nguyên nào mà hai tông bỏ qua hay không. nhưng mà sau khi bọn họ lật tung cái hồ nước này lên, tất cả chỉ có thể thất vọng lắc đầu, cuối cùng cũng lục tục ngò nghe rút đi, không hề lưu luyến với nơi đây. vì vậy, chỉ trong một ngày ngắn ngủn, khu vực vốn là tiêu điểm này lại một lần nữa trở nên yên ắng. hai ngày sau màn đêm bao phủ đại địa thân hình của chu nguyên lại một lần nữa xuất hiện ở trong khu rừng mưa bộn vì trận đánh giữa hắn và phạm yêu lúc này hắn toàn lực vận chuyển hóa hư thuật thu liễm chấn động của nguyên khí giống như là một cái bóng lướt đi trong núi rừng rất nhanh hắn lại một lần nữa đi tới bên ngoài hồ nước hắn đứng ở trên một cành cây cao nhìn xuống dưới hiện tại hồ nước này đã bị phá hư khá nghiêm trọng chắc là sau khi bọn họ rời đi một vài thế lực khác có ý đồ vơ vét một ít tài nguyên còn lưu lại ở chỗ này nhưng mà chu nguyên lại không chút kinh hoàng không gian nhỏ ở dưới giấy hồ kia ẩn giấu quá mức bí mật ngay cả hắn cũng phải dùng đến phá chứng thánh văn mới phát hiện được huống chi những người khác một ngày trước sau khi an trí nhóm mấy người kim trương xong hắn tìm một lý do để tạm thời ly khai dùng tốc độ nhanh nhất để chạy về chỗ hồ nước này chuẩn bị động thủ thôi hắn tự nói một tiếng rồi định phi thân xuống nhưng mà ngay khi hắn chuẩn bị động thân thì chỉ trong một cái chớp mắt con người của hắn đột nhiên co rụt lại đưa mắt nhìn qua chỗ rừng rậm ở xa xa chỉ thấy được ở chỗ đó một bóng đen lặng yên lướt đến cuối cùng đã đi đến bên cạnh hồ nước kia đã trễ như vậy lại vẫn có người đến đây hư chu nguyên nhướng mày mà khi chu nguyên đang chuẩn bị làm cho người kia bất tỉnh thì hắn lại nhìn thấy bóng đen kia ngồi chồm hổm xuống ở bên hồ trong tay tản mát ra hào quang nhàn nhạt, nhạt của nguyên khí sau đó nguyên khí dũng mãnh tràn vào trong hồ nước khiến cho mặt hồ có chút rung động hắn đang làm cái gì vậy nhìn thấy cử động quỷ dị của bóng đen này chu nguyên híp hai mắt lại chẳng lẽ người này cũng biết được bí mật ở dưới đáy hồ kia hay sao Trung Nguyên không có hành động thiếu suy nghĩ mà là lựa chọn quan sát, đánh giá. Sau khi truyền nguyên khí vào được một lúc, bóng đen kia đứng dậy, nhưng mà đúng vào lúc này, Trung Nguyên đột nhiên phát hiện, hồ nước đúng là chập trùng, một bóng đen dài ước chừng hơn 10 trượng lướt đi trong nước, cuối cùng phá nước chui ra. Bạn đang xem Nguyên Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Cáp phim. Mượn nhờ ánh trăng nhàn nhạt, nhạt, Trung Nguyên có thể nhìn rõ ràng bóng đen kia, giờ khắc này, coi như là dùng định lực của hắn thì cũng phải tỏ ra khấp sợ bởi vì hắn phát hiện bóng đen kia lại chính là linh quỷ mãng ba đầu mà hắn cùng với mấy người phạm yêu đường tiểu yên liên thủ giết chết lúc trước lúc ấy rõ ràng nó bị hắn giết chết về sau thân thể của nó rơi vào trong hồ nước và nhanh chóng hư thối toàn bộ sinh cơ đã tiêu tán như thế nào bây giờ lại xuất hiện ở đây hơn nữa vì sao bóng đen kia lại có thể gọi nó ra được sắc mặt của chu nguyên trở nên ngưng trọng ánh mắt khi nhìn qua bóng đen kia cũng có một tia kim kỵ tê tê mà khi chu nguyên còn đang nhìn chằm chằm vào bóng đen kia thì đột nhiên con linh quỷ mãng ba đầu kia ngẩng đầu lên con mắt dựng thẳng nhìn về phía hắn trong miệng rán có tiếng rít gào chói tai vang lên hiển nhiên là con linh quỷ mãng này đã phát hiện ra chu nguyên ai đến lúc này bóng đen kia cũng đã phát hiện có những người khác ở chỗ này phía dưới áo choàng đen có giọng nói bị cố gắng thay đổi truyền ra tiểu linh tiêu diệt hắn hí ở bên cạnh hồ nước tàn ra ánh sáng sáu màu ba đầu linh quỷ mãng rít gào những tiếng lạnh như băng mắt rán đã tập trung vào bóng người màu đen ở trên ngọn núi kia sau một khắc nó bắn mạnh ra trong miệng rắn có thêm dòng nước lũ bằng nguyên khí màu đen kỳ thiện ra trên ngọn núi chu nguyên cũng lộ vẻ ngưng trọng hắn không dám có chút khinh thường bởi vì lúc trước chính hắn cũng đã tự trải nghiệm thực lực của con ba đầu linh quỷ mãng này rồi thân hình của hắn nhanh chóng hư hóa rồi bay ngược trở ra như quỷ mị hư vô tránh được dòng nước lũ bằng nguyên khí kia oanh lúc này ở chỗ hắn vừa đứng đã lập tức có xuất hiện thêm một cái hố thật sâu linh quỷ mãng rít lên cặp mắt rắn lạnh như băng kia tập trung vào chu nguyên trong lúc mơ hồ tựa như là có hận ý xuất hiện hiển nhiên nó đã nhận ra chu nguyên chính là đầu sỏ làm cho nó trọng thương lúc trước quả nhiên là người xúc sinh này chu nguyên cũng phát giác được lúc này hắn nhớ mày con linh quỷ mãng ở trước mắt này không ngờ lại đúng là con mà bọn họ đối phó lúc trước nhưng mà so sánh với lúc trước con linh quỷ mãng này tựa hồ là trở nên yếu hơn một bậc hình thể cũng thu nhỏ vài lần nếu như hắn đoán không sai thì mặc dù lúc trước nó may mắn đào thoát nhưng thực lực vẫn bị tổn hại nhiều nhưng chuyện này cũng không có làm cho chu nguyên giảm bớt kiêng kỵ bởi vì lúc này quanh người linh quỷ mãng đang có hai hư ảnh hình con chăn lớn màu đen xoay quanh một khi hư ảnh hình con chăn này dung hợp cùng linh quỷ mãng thực lực của nó lại sẽ tăng lên hí linh quỷ mãng rít lên rồi như muốn xung phong liều chết đánh tới chu nguyên chu nguyên thì liên tục tránh lui một người một mãng không ngừng di chuyển ở những nơi mà bọn họ đi qua cây cối không ngừng gãy đổ mà lúc này đôi mắt của chu nguyên là một mảnh lạnh như băng địa thánh văn như ẩn như hiện trong lòng bàn tay hiển nhiên là hắn đang tìm cơ hội để có thể dùng một đòn giết chết con linh quỷ mãng này. Nhưng mà ở xa xa, nhìn thấy chiến cục bên này biến thành răng co, bóng người màu đen kia cũng không nhịn được nữa, từ dưới áo bào đen rộng thùng thình chợt có một tia sáng màu xanh da trời bắn mạnh ra, cuối cùng đón gió tăng vọt, biến thành một con chim băng màu xanh da trời. Con chim băng này vừa xuất hiện, nhiệt độ trong trời đất đều đột nhiên giảm xuống. Tiểu Hàn đi hỗ trợ Tiểu Linh tiêu diệt hắn. Ở dưới áo bào đen có thanh âm truyền ra. Lễ, con chim băng hót lên một tiếng vang trời rồi vỗ cánh bắn mạnh ra, muốn gia nhập chiến cuộc. Nhưng khi con chim băng này xuất hiện, Chu Nguyên Vốn đang cùng Linh Quỷ Mãng Dây Dưa lại tỏ ra kinh hãi, nghi hoặc, hắn lập tức đưa mắt nhìn về phía bóng người mặc áo đen đang đứng ở bên cạnh hồ nước tản ra ánh sáng sáu màu kia, không nhận được quát, "Muội, muội là Lục La. Con chim băng kia không phải là Hàn Băng Lam cự điều thường xuyên đi theo bên cạnh Lục La hay sao?" Tiếng quát của Chu Nguyên vang vọng làm cho thân hình của bóng người mặc áo đen ở bên cạnh hồ nước tản ra ánh sáng sáu màu kia tựa hồ cũng hơi cứng đờ sau đó nàng rốt cục nghe rõ ràng giọng nói kia lúc này dưới áo đen có thanh âm trần chờ truyền ra huynh là chu chu nguyên sao nói đến những chữ cuối cùng giọng nói của nàng đã khôi phục dễ nghe em tai như lúc trước nói xong nàng nhấc áo đen lên mái tóc dài màu xanh lá cây hiển lộ ra đến khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo đáng yêu kia không phải là lục la thì còn có thể là ai mà lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đang tỏ ra kinh ngạc khi nhìn chằm chằm vào bóng người màu đen ở xa xa kia thân hình của chu nguyên xuất hiện ở trên một tảng đá lớn Ánh trăng chiếu lên người hắn làm cho thân hình của hắn hiện rõ ra, lúc này, sắc mặt của hắn có vẻ khá cổ quái khi nhìn chằm chằm vào Lục La đang đứng ở bên cạnh hồ nước tản ra ánh sáng sáu màu kia, hiển nhiên là cho dù như thế nào thì hắn cũng không nghĩ tới, bóng người lén lén lút lút này vậy mà sẽ là Lục La. Hí, ở phía đằng sau kia, linh quỷ mãng rít gào lao đến, định tiếp tục tấn công Chu Nguyên. Tiểu Linh trở lại. Lục La thấy thế, vội vàng hô. Nghe được tiếng hô của Lục La, con linh quỷ mãng kia lập tức ngừng lại, lúc này, nó tự hồ là có chút không cam lòng quay đầu về phía Trung Nguyên rồi gào thét một tiếng, nhưng cuối cùng thì vẫn thu nhỏ thân hình lại rồi hóa thành một tia sáng màu đen và chui vào trong tay áo của Lục La. Hàn Băng Lam cự điều cũng thu nhỏ thân hình lại, hóa thành bộ dáng chim nhỏ quen thuộc, đáp xuống bên vai của Lục La. Sau khi thu hồi hai con nguyên thú, Lục La mới chớp mắt to, nhìn Chu Nguyên và lẩm bẩm, "Chu Nguyên, tại sao huynh, huynh lại ở chỗ này?" Thân hình của Chu Nguyên khẽ động là đã xuất hiện ở bên cạnh Lục La, dò xét nàng từ trên xuống dưới một lần, nói, "Ta cũng còn đang muốn hỏi, tại sao muội lại xuất hiện ở chỗ này đây còn có con linh quỷ mãng kia là chuyện gì vậy tại sao nó lại còn sống chứ hắn nhìn chằm chằm vào trong tay áo của lục la tiểu nha đầu này cũng thật là gian xảo vậy mà khi bọn họ không có phát giác đã thu phục con linh quỷ mãng này rồi nghe được câu hỏi của chu nguyên trong mắt của lục la quay lòng vòng nàng cười hì hì mà nói lúc trước mặc dù mấy người đã đánh bại nó nhưng nó cũng rất thông minh biết được đánh không lại các người liền sử dụng kế kim thiền thoát xác lặng lẽ ẩn núp đi nhưng muội đã âm thầm tìm được nó, huynh sẽ không quên bản lãnh của muội đi à nha? Chu Nguyên như có điều suy nghĩ, thú tâm thông linh. Lúc còn ở Thương Mang Đại Lục, Chu Nguyên đã biết Lục La có thể chất đặc thù, có thể trò chuyện, thậm chí khống chế tất cả các loại nguyên thú trong trời đất, mà thể chất kia gọi là thú tâm thông linh. Lục La gật gật đầu, nói, cho nên sau khi tìm được tiểu linh, nó lập tức ngoan ngoãn đi cùng muội. Nghe nàng nói nhẹ nhõm như thế, Chu Nguyên cũng không nhịn được có chút im lặng. Lúc trước, vì đối phó con linh quỷ mãng này bọn họ thế nhưng mà tốn không ít công sức và tâm tư không nghĩ tới lục la lại có thể dễ dàng thu phục nó như vậy tuy rằng hôm nay thực lực của con linh quỷ mãng này đã có chút hao tồn nhưng thần muốn động thủ đệ tử thủ tịch phổ thông căn bản không phải là đối thủ của nó thậm chí nó một khi dung hợp với hư ảnh hình con chăn kia lại phối hợp với thể chất thú tâm thông linh của lục la trung nguyên đoán chừng hiện tại lục la e rằng đã có đủ thực lực để đối với thánh tử một trận rồi chuyện này làm cho hắn không nhịn được có chút cảm thán lúc trước chỉ sợ ngay cả đường tiểu yên cũng không biết người có thực lực mạnh nhất trong đội ngũ của bách hoa tiên cung các nàng chỉ sợ không phải nàng mà là thiếu nữ tóc xanh mới nhìn qua cả người lẫn vật vô hại này bách hoa tiên cung các muội không phải đã rời đi rồi hay sao tại sao muội còn quay lại trở lại làm gì chu nguyên chậm rãi hỏi nghe được câu hỏi của chu nguyên ánh mắt của lục la lóe sáng nhưng như chợt nhớ tới cái gì nàng ưỡn ngực chất vấn vậy tại sao huynh cũng quay lại nơi này chu nguyên nhìn chằm chằm vào lục la có chút ngạc nhiên nói chẳng lẽ mỗi tựa hồ cũng biết đến bí mật ở dưới đáy hồ hay sao nghe trung nguyên nói vây con người của lục la lập tức phóng đại nàng ngơ ngác nhìn xem trung nguyên huynh huynh làm sao mà huynh biết được chuyện này trung nguyên trực trực lưỡi không nhịn được thở ra một hơi dài quả nhiên hắn đã suy đoán đúng vốn dĩ hắn còn cho rằng chỉ một mình bản thân biết rõ đáy hồ có bí mật nhưng e rằng hắn đã quá xem thường những người khác rồi nhưng mà hiện tại vấn đề là lục la đến đây là đại biểu cho cá nhân nàng hay là đại biểu cho bách hoa tiên cung nghĩ đến đây ánh mắt của chu nguyên nhìn về hướng rừng rậm ở phía sau lục la hắn nói vậy những người khác của bách hoa tiên cung đâu lục la thầm nói đây là bí mật do một mình muội phát hiện ra tại sao phải nói cho các nàng biết cơ chứ nghe lục la nói vậy chu nguyên mới hơi thở ra một hơi dài khá tốt người của bách hoa tiên cung không biết chuyện này bằng không thì thật là phiền toái nhưng mà hắn cũng nhớ thiếu nữ trước mắt mặc dù nhìn như ngây thơ đáng yêu nhưng ai nếu thật sự cho rằng nàng chỉ là tiểu cô nương không hiểu thế sự thì chắc chắn sẽ phải chịu thiệt thòi lớn lúc này Lục La chống bàn tay nhỏ bé lên bờ eo thon bé bỏng, nàng tức giận nhìn chằm chằm vào Trung Nguyên, nói: "Huynh vẫn chưa trả lời ta, làm sao huynh lại biết được bí mật ở đây?" Trung Nguyên nhìn nàng một lúc rồi thản nhiên nói: "Khi kiểm tra đáy hồ, ta đã nhận ra." Ngược lại là muội làm sao mà biết được? Trung Nguyên cũng để nghi hoặc, hắn là dựa vào phá trướng thánh văn mới có thể nhìn trộm đến bí mật ở đáy hồ, nhưng mà Lục La làm sao lại biết được? Lấy thực lực của nàng thì không có khả năng nhạy cảm như thế. Là Tiểu Linh nói cho muội biết. Lục La ngẩng đầu lên, có chút đắc ý nói: thì ra là thế lúc này chu nguyên mới chợt hiểu ra con linh quỷ mãng kia trấn thủ ở chỗ này đã lâu nếu như nói nó biết được bí mật ở đáy hồ thì ngược lại cũng không phải là chuyện không thể nào chu nguyên thở dài một tiếng sắc mặt tỏ ra phức tạp nhìn chăm chăm vào lục la lục la thấy thế vội vàng giơ tay che ngực sợ hãi nói chu nguyên huynh sẽ không phải là muốn giết người diệt khẩu chứ chu nguyên trừng mắt nàng giả vờ tỏ vẻ dữ tợn âm trầm nhưng mà lục la lại không hề bị dọa sợ ngược lại cười rộ lên chu nguyên thấy thế, thế chỉ phải thu liễm dáng vẻ này lại, lần nữa tức giận nói: "Được rồi được rồi, nếu muội cũng đã biết được bí mật ở đáy hồ, vậy thì cũng coi như là một phần cơ duyên, hai người chúng ta liên thủ đi dò thám, có bảo bối thì chia đều, như thế nào?" Nếu như là những người khác thì hắn tất nhiên là muốn thi triển một chút thủ đoạn, nhưng Lục La thì khác, nàng hoàn toàn chính xác đủ để hắn xem như là đồng bọn tín nhiệm rồi, cho nên hắn cũng không ngại nhượng bộ. Nghe Chu Nguyên nói vậy, Lục La lập tức nở nụ cười, xông lên ôm lấy cánh tay của Chu Nguyên, cười hì hì nói: chu nguyên huynh tốt nhất ở dưới đáy hồ nước tản ra ánh sáng sáu màu chu nguyên đi tới chỗ có chấn động của không gian che giấu lục la đi theo ở sau lưng hắn mắt to hiếu kỳ đánh giá chung quanh mặc dù từ chỗ của linh quỷ mãng nàng biết được dưới đáy hồ có bí mật nhưng lại không chính thức đến đây qua không gian ở đây có chấn động khác thường nếu như ta đoán không sai thì dưới đáy hồ này có lẽ có một cái không gian nhỏ chu nguyên chỉ vào một chỗ dưới đáy hồ và nói lục la nhìn thoáng qua cái chỗ kia nhưng lại không có phát hiện có bất kỳ chỗ nào kỳ quái cả chỉ có thể vô tội chớp chớp mắt to. Nhưng mà Chu Nguyên cũng ôm bao nhiêu kỳ vọng đối với nàng cả, nếu có thể bị phát hiện dễ dàng như thế thì chỗ này cũng đã sớm bị vét sạch rồi. Hắn nhích tới gần, cảm ứng một lát, cao mày nói, ta cũng không có biện pháp gì khác, chỉ có thể cưỡng ép dùng lực phá vỡ, nhìn xem có thể không đả thông nó hay không. Nói xong, hắn nắm chặt bàn tay, thiên nguyên bút xuất hiện ở trong tay hắn và nhanh chóng hóa thành khổng lồ. Từ trong cơ thể của Chu Nguyên, nguyên khí màu vàng hùng hồn chui ra và nhanh chóng bao trùm thiên nguyên bút vào trong đó, thân bút chấn động, phát ra tiếng ngâm nga khiến cho đáy hồ chấn động phía trên mặt hồ có sóng lớn cuộn cuộn nổi lên lúc này ánh mắt của chu nguyên trở nên lăng lệ ác liệt và chỉ trong một cái chớp mắt cây bút màu đen hung mãnh đâm ra nguyên khí cuộn cuộn bộc phát ra phía trên làn da của chu nguyên có ánh sáng màu xanh ngọc hiển hiện trong xương cốt thì có ánh sáng màu bạc lưu chuyển hiển nhiên là lúc này hắn đã thúc giục sức mạnh của bản thân đến mức cực hạn oanh bóng đen xẹt qua lấy thân bút làm điểm trung tâm sóng nước khuếch tán ra bốn phương tám hướng thiên nguyên bút cuối cùng đã rơi vào chỗ không gian có chấn động khác thường kia lúc đầu thì có chút ngưng trệ ngay sau đó sức mạnh cuồng bạo bộc phát ra ầm ầm những tiếng nổ trầm thấp vang lên dưới đáy hồ sau một khắc một đợt sóng xung kích từ chỗ không gian có chấn động khác thường kia bạo phát đi ra sức mạnh cuồng bạo bắn ngược lên trên người chu nguyên sau đó thân thể của hắn trực tiếp bị đánh bay ngược đi ra ngoài một lát sau chu nguyên bay trở lại lúc này dáng vẻ của hắn có chút chật vật khí huyết toàn thân vẫn còn đang quay cuồng hắn buồn bực nói cái không gian này cũng quá kiên cố rồi bạn đang xem nguyên tôn được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim may mà hắn lúc trước có chỗ chuẩn bị bằng không thì phản lực kia cũng đủ để khiến cho hắn bị chấn thương lục la tỏ ra buồn khổ vậy chúng ta phải làm sao bây giờ mắt thấy bảo khố ở ngay tại trước mắt mà lại không có cách nào để phá cửa sông vào thật sự làm cho người ta cảm thấy khó chịu mà vào lúc này từ trong tay áo của lục la một con rán nhỏ màu đen bò đi ra quấn quanh cổ tay trắng muốt của lục la dựng thẳng người lên suy suy mấy tiếng với trung nguyên nó nói cái gì vậy chu nguyên nhìn thoáng qua lục la lục la có chút xấu hổ nói nó nói huynh thực ngu xuẩn vậy mà muốn dùng sức trâu để đả thông cửa vào nghe được lời giải thích của lục la khóe miệng của chu nguyên hơi co lại hắn hùng hăng trợn mắt nhìn con linh quỷ mãng kia mà lúc này ở bên trong đôi mắt của con rắn kia giống như cũng có ý trào phúng hiển nhiên là ý định làm thế cho bỏ tức khi không được trả thù chu nguyên vậy ngươi có biện pháp gì chu nguyên liếc nhìn con linh quỷ mãng này một cái hắn biết được nguyên thú tu luyện đến cấp độ này thì đã có sinh ra linh trí có thể hiểu tiếng người nhưng mà linh quỷ mãng cũng không có để ý tới chu nguyên thấy thế chu nguyên chỉ đành phải nhìn về phía lục la người sau thì là duỗi bàn tay nhỏ bé ra nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu rán của linh quỷ mãng và nói tiểu linh nếu như ngươi biết được chuyện gì thì nhất định phải nói cho ta biết linh quỷ mãng thẻ lưỡi rán ra một lát sau mới tê tê vài tiếng thấy thế đôi mắt to của lục la lập tức sáng người nàng nói nó nói lúc này không gian nhỏ cực kỳ ổn định chắc chắn căn bản không có cách nào để phá vỡ, nhưng nó có thể lèn vào trong đó. Đợi đến lúc đó, không gian vững chắc lập tức sẽ buông lỏng trong chốc lát, nếu như ngươi có thể bắt lấy đúng điểm không gian yếu kém nhất thì có thể đạt thông một con đường vào. Chu Nguyên trầm ngâm một lúc, phương pháp này ngược lại là có thể thực hiện bởi vì chỗ khó nhất là như thế nào bắt lấy đúng điểm không gian yếu kém nhất trong một khoảnh khắc kia, nếu như người bình thường thì chỉ sợ căn bản khó có thể nắm chắc, nhưng với hắn thì lại không phải là vấn đề quá lớn, phá trướng thánh văn có thể hoàn mỹ trợ giúp hắn giải quyết. Vậy thì thử xem thôi, Chu Nguyên cũng không có kéo dài thêm, tuy rằng hôm nay, cả Huyền Nguyên chi tinh lẫn dị bảo trúc thần của hồ nước tản ra ánh sáng sáu màu này đã bị thu thập hết nên mọi người cũng đã rời đi, nhưng vạn nhất có người nào quay lại và phát hiện động tĩnh ở đây rồi truyền bá ra ngoài thì cũng có chút phiền phức. Tiểu Linh đi thôi. Lục La chỉ huy linh quỷ mãng. Còn linh quỷ mãng kia gật đầu tỏ vẻ đồng ý, sau đó từ từ bay ra và hóa thành một tia sáng màu đen sông tới chỗ không gian có chấn động khác thường kia, sau đó thân hình của nó tự như là bị hòa tan, mà thân thể của nó thì dần dần chui vào mà khi linh quỷ mãng đang xâm nhập không gian vốn đang vững chắc lại trở nên có chút dập dờn chu nguyên lục la thế thế vội vàng thúc giục chu nguyên không có trả lời chỉ là ở chỗ sâu trong con người phá trướng thánh văn vận chuyển không gian chấn động nhanh chóng trở nên rõ ràng ở trong mắt hắn giống như là có vô số gợn sóng xuất hiện ở trong nước vậy vào lúc này không gian vốn vững chắc cũng xuất hiện một ít thay đổi lúc này ánh mắt của chu nguyên giống như là của chim ưng vậy bàn tay lại lần nữa nắm chặt thiên nguyên bút cánh tay run lên vô số hư ảnh hình bút màu vàng bắn mạnh ra, cơ hồ là ở cùng một thời điểm, đánh chúng vào vị trí trung tâm của vô số gợn sóng vừa xuất hiện ở trong nước kia. Hắn ra tay mạnh mẽ như vậy nhưng không hề có vẻ mãnh liệt, ngược lại là có vẻ khá hời hợt. Nhưng mà khi hư ảnh hình bút rơi xuống thì ở một bên, Lục La lại vui mừng khi nhìn thấy không gian phía trước chấn động kịch liệt, cuối cùng có một khe hở màu đen xuất hiện và dần dần mở rộng. Cuối cùng nó đã trực tiếp tạo thành một cửa hang rộng hơn một trượng trên không gian. Chu Nguyên, huynh thật lợi hại. Lục La không nhịn được tán thưởng, nàng cũng không phải là người không có nhãn lực biết được đòn tấn công vừa rồi của trung nguyên đáng sợ tới mức nào trung nguyên cười cười ánh mắt nóng bỏng cùng chờ đợi nhìn chằm chằm vào cửa hang kia hắn nói lục la chúng ta đi thôi nhìn xem trong này đến cùng có bảo bối gì lục la cũng dùng sức gật đầu còn người tỏa ánh sáng trung nguyên dẫn đầu bước vào vết nứt không gian nhưng mà hắn cũng bảo trì cẩn thận liên tục vận chuyển nguyên khí trong cơ thể tùy thời đều ở vào trạng thái đề phòng ngay khi hắn bước vào trong cửa hang thì cảnh tượng trước mắt lập tức biến ảo ngay sau đó tiếng sóng nước bên tai nhanh chóng biến mất chân của hắn cũng đạp trên mặt đất kiên cố trung nguyên nhìn quanh đập vào mắt là một không gian cũng không lớn trong đó cũng không có bao nhiêu cảnh vật cho nên ánh mắt của hắn rất nhanh đã tập trung vào chỗ trung tâm chỉ thấy được ở chỗ đó có một đầm nước màu vàng có diện tích khoảng một trượng vuông tầm mấy mét vuông mà ở trong đầm nước là một cái cây xanh mướt như ngọc đứng sừng sững cái cây xanh mướt như ngọc này cũng không có cảnh lá nhưng mà ánh mắt của trung nguyên cùng lục la nhưng lại nhanh chóng tập trung vào chỗ ngọn cao nhất của cái cây này chỉ thấy được ở chỗ đó hai quả trái cây giống như em bé làm bằng ngọc trông rất sống động đang treo lủng lẳng nhìn qua hai quả trái cây giống như em bé làm bằng ngọc kia trung nguyên cùng lục la đều không nhịn được mà há to miệng bởi vì bọn họ đều nhìn thấy rõ ràng ở phía trên hai quả trái cây giống như em bé làm bằng ngọc kia có ánh sáng sáu màu quấn quanh hai người hít một hơi lạnh lướt nhìn nhau và đều nhìn ra sự khiếp sợ cùng mừng rỡ như điên ở trong mắt đối phương bởi vì hai quả trái cây kia dĩ nhiên là dị bảo trúc cần sáu màu chân chính chỉ sợ đây mới là cơ duyên chính thức ẩn chứa trong bảo địa sáu màu này mà hồ nước ở bên ngoài có thể tản ra ánh sáng sáu màu lại chẳng qua là do chỗ này tràn ra một chút khí tức mà thôi nhưng mà làm cho chu nguyên cảm thấy may mắn chính là hắn trung quy đã không bỏ lỡ mất cơ duyên này phần cơ duyên này đã bị hắn một mực nắm chặt rồi trên ngọn cây hai quả trái cây giống như em bé làm bằng ngọc kia lủng lẳng ánh sáng sáu màu quấn quanh làm cho chúng trở nên thần bí cùng với hấp dẫn ánh mắt của mọi người ở phía dưới cả chu nguyên cùng lục la đều bị hai quả trái cây giống như em bé làm bằng ngọc kia làm cho rung động thật lâu cũng chưa từng lên tiếng hô nhưng mà cuối cùng chu nguyên cũng tỉnh táo lại hắn thở ra một hơi dài nói ta đã nói mà mặc dù bên trong hồ nước tản ra ánh sáng sáu màu này cũng có không ít bảo bối nhưng thế thế nào cũng không xứng với tên tuổi của bảo địa sáu màu nguyên lai bảo bối chính thức là ở chỗ này lục la cũng ra sức gật đầu trong đôi mắt to ngâm ngâm nước tràn đầy sự tham lam lúc trước khi bách hoa tiên cung các nàng phân phối tài nguyên nàng cũng chiếm được không ít nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể giúp nàng ngưng luyện ra một dị bảo trúc thần bốn màu hiển nhiên là dị bảo trúc thần bốn màu còn kém mục tiêu của lục la rất xa nhưng mà nàng cũng không có biện pháp để yêu cầu phân thêm nữa dù sao đường tiểu yên cùng triệu như mới là người dẫn đầu đội ngũ tuy rằng nàng được cung chủ thu làm đệ tử thân truyền nhưng hôm nay dù sao thực lực cùng tư lịch đều còn chưa đủ không có khả năng đạt được chỗ tốt lớn nhất mà đây cũng là lý do chủ yếu khiến cho lục la lựa chọn một mình đi ra ngoài tìm cơ duyên lúc này Chu Nguyên quay đầu nhìn qua Lục La và thản nhiên cười nói, một người một cái chứ. Lục La cười hì hì gật đầu, nếu như lúc này, đổi lại những người khác ở đây cùng nàng thì chỉ sợ sau khi nhìn thấy hai dị bảo trúc thần sáu màu thì cũng đã bắt đầu lục đục với nhau rồi. Dù sao ai cũng tin tưởng giá trị của dị bảo trúc thần sáu màu, không có người nào lại ngại nhiều, cho dù là đã nhận được một cái, còn muốn cái thứ hai để dung hợp, đẩy lên cấp độ cao hơn. Nhưng đối với Chu Nguyên, Lục La hiển nhiên là vẫn rất tín nhiệm, dù sao lúc trước bọn họ cũng đã từng kể vai chiến đấu qua, hơn nữa thân là thú tâm thông linh giả ngoại trừ nguyên thú lục la cũng có thể cảm ứng được tâm tình của nhân loại nữa trung nguyên thế thế cười cười vung tay áo lên một luồng nguyên khí màu vàng lao ra lướt lên ngọn cây gỡ hai quả trái cây giống như em bé làm bằng ngọc kia xuống quá trình hái quả cực kỳ thuận lợi cũng không có gặp phải bất luận cái gì ngăn trở chắc hẳn linh quỷ mãng chính là nguyên thú thủ hộ ở nơi này chẳng qua hiện nay nó đã bị lục la hàng phục tự nhiên cũng sẽ không ngăn trở làm gì nguyên khí quay trở về trung nguyên xoè bàn tay ra đón lấy hai quả trái cây giống như em bé làm bằng ngọc kia. Ngay khi vừa cầm chặt lấy, Trung Nguyên lập tức có thể cảm ứng được rõ ràng sức mạnh cuồn cuộn, tinh thuần ẩn chứa trong đó. Hai quả trái cây này trực tiếp làm cho dị bảo trúc thần nam màu ở bên trong khí phủ của hắn phát ra chấn động mãnh liệt, cảm giác khát vọng vô cùng mãnh liệt truyền ra. Trung Nguyên cố gắng kiềm chế khát vọng ở trong lòng, đưa một quả trái cây giống như em bé làm bằng ngọc cho Lục La. Lục La vội vàng duỗi bàn tay nhỏ bé ra, tiếp nhận lấy quả trái cây này, không nhịn được hưng phấn nhảy về phía trước, nàng dùng sức dán quả trái cây giống như em bé làm bằng ngọc này lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của mình trên khuôn mặt tràn đầy thần sắc thỏa mãn cảm ơn chu nguyên một lát sau nàng mới khôi phục lại quay đầu nhìn về phía trung nguyên ngọt ngào nói chu nguyên cười khoát tay áo lúc này hắn cũng chưa vội luyện hóa dị bảo trúc thần sáu màu này ngay mà tạm thời thu hồi sau đó chậm rãi bước đến chỗ đầm nước màu vàng kia cái cây xanh mướt như ngọc kia chính sinh trưởng ra từ chỗ này đầm nước màu vàng này hơi có vẻ sền sệt mà lúc này linh quỷ mãng chính ngâm ở trong đó, thân hình không ngừng run rẩy, nhưng mà Trung Nguyên lại có thể cảm nhận được, thương thế của con linh quỷ mãng kia tựa hồ là đang nhanh chóng khôi phục. Hiển nhiên, đầm nước màu vàng này cũng không phải là thứ bình thường, mà còn vô cùng thần dị. Đây là cái gì? Lục La tiến đến, nhìn qua đầm nước màu vàng, sau đó nàng ngồi xổm người xuống, duỗi ngón tay ngọc thon dài ra, nhẹ nhàng nhúng xuống. Xùi. Nhưng mà tay nàng chỉ vừa mới đi vào thì đã nhanh chóng rụt trở về, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên thần sắc đau đớn, chỉ thấy được chỗ đầu ngón tay kia của nàng đã đỏ bừng lên. Đau chết ta rồi. Nàng hô. Chu Nguyên trầm ngâm một chút, cũng xòe bàn tay ra, chậm rãi nhúng vào trong đầm nước màu vàng, mà ngay khi vừa nhúng vào thì hắn lập tức cảm giác được đau nhức, kịch liệt vọt tới, đầm nước màu vàng kia tựa như là nham thạch nói chảy vậy. Nhưng mà Chu Nguyên cũng không có lập tức rút về, bởi vì loại đau nhức, kịch liệt này cũng chưa đến mức làm cho hắn không thể chịu được được. Hắn cứ giữ như thế trong khoảng mấy phút đồng hồ, sau đó trong ánh mắt chợt hiện lên vẻ mừng như điên, bởi vì hắn phát hiện mặc dù đầm nước màu vàng kia khiến cho người nhúng vào đau nhức kịch liệt nhưng lại là có thêm hiệu quả rèn luyện khó có thể tưởng tượng đối với thân thể hiệu quả rèn luyện của đầm nước màu vàng này vậy mà còn mạnh hơn thủy hỏa đoán long đài trong thánh nguyên phong kia đầu tiên là trung nguyên chấn động trong lòng sau đó cảm thấy cực kỳ vui mừng hiện nay tiểu huyền thánh thể của hắn vẫn một mực kẹt tại tầng thứ hai là ngân cốt cảnh thủy trung không có cách nào để bước vào tầng thứ ba là kim huyết cảnh tu luyện thân thể vốn là một chuyện cực kỳ gian nan nếu như không có thần vật tương trợ thì cũng chỉ có thể từ từ rèn luyện từng chút một trong thời gian dài dòng buồn chán mặc dù chu nguyên cũng không bài xích chuyện vững bước tiến lên nhưng nếu như có phương thức tinh tiến mà không làm tổn hại đến can cơ thì hắn tự nhiên cũng sẽ không bài xích như thủy hòa đoá long đài kia cũng như đầm nước màu vàng ở trước mắt này sau khi tự mình thể nghiệm chu nguyên tin tưởng nếu như có thể mượn nhờ tác dụng rèn luyện của đầm nước màu vàng này tiểu huyền thánh thể của hắn rất nhanh là có thể sẽ đạt tới kim huyết cảnh và hắn chờ đợi đã lâu đến lúc kia e rằng chỉ bằng vào sức mạnh của thân thể là hắn có thể áp chế tất cả đệ tử thủ tịch trong Thương Huyền Thiên rồi. Chu Nguyên, huynh không sao chớ? Ở một bên, nhìn thấy Chu Nguyên nhúng thẳng cả bàn tay vào trong đầm nước màu vàng đáng sợ kia trong thời gian lâu như thế, Lục La liền vội vàng hỏi. Chu Nguyên cười lắc đầu, thật cũng không có dấu giếm, nói, đầm nước màu vàng này cũng là một bảo bối tốt, có hiệu quả đối với tu luyện thân thể, đã thấy rồi thì cũng không nên bỏ qua, trực tiếp thu sạch thôi. Nghe Chu Nguyên nói vậy, Lục La lắc đầu liên tục, nói, nếu như huynh muốn vậy thì cứ cầm đi đi muội không có hứng thú đối với việc tu luyện thân thể tu luyện thân thể cực kỳ đau đớn mỗi một lần thân thể lột xác thì đều phải chịu đựng đau đớn mà người bình thường khó có thể thừa nhận mục đích tu luyện của lục la chính là muốn cùng trò chuyện chơi đùa với nguyên thú đáng yêu cũng không muốn đi làm loại chuyện tự làm khổ mình này chu nguyên tức cười sau đó vung tay áo lên từ túi càn khôn trong lấy ra 10 cái vạc gỗ khổng lồ còn cao hơn đầu người sau đó ở chỗ mi tâm của hắn thần hồn chấn động bạo phát ra muốn chuyển đầm nước màu vàng kia vào trong và gỗ tt tê tê. nhưng mà lúc này con linh quỷ mãng kia bỗng nhiên vẫn nộ rít gào lên mắt rắn nhìn chằm chằm vào trung nguyên thân hình có dấu hiệu bành trướng lục la thấy thế liền bước lên phía trước trao đổi cùng linh quỷ mãng một lát sau nàng mới quay đầu lại ngượng ngùng nói trung nguyên huynh có thể chia cho tiểu linh một phần nước trong đầm này được hay không bởi vì bình thường nó muốn tu luyện thì phải dựa vào đầm nước này trung nguyên hơi cảm thấy giật mình khó trách con linh quỷ mãng này mạnh như vậy thậm chí cuối cùng sau khi bị hắn đánh trọng thương mà còn có thể bỏ chạy, nguyên lai like là một mực mượn nhờ tác dụng của đầm nước này để tôi luyện thân thể. bạn đang xem nguyên tôn được thuyết minh tại kênh youtube di các phim không có vấn đề những thứ kia vốn là có một phần của muội mà chu nguyên gật gật đầu nước trong đầm này khá nhiều mặc dù là phân ra một nửa có lẽ cũng đầy đủ cho hắn tu luyện tiểu huyền thánh thể tới tầng thứ ba kim huyết cảnh lục la nhìn mười cái vạc lớn duỗi ba ngón tay ra sau đó lại thu hồi một ngón rồi nói vậy thì huynh để cho chúng ta hai vạc là được phân cho các ngươi ba vạc chu nguyên cười nói sau đó nói với con linh quỷ mãng kia ngươi còn chưa tránh ra sao linh quỷ mãng rít gào hai tiếng nhìn qua đầm nước màu vàng còn có chút không nỡ tiểu linh mau trở lại dù sao ngươi cũng muốn ly khai cùng ta những thứ này để lại đây cũng vô dụng rồi lục la thúc giục nói nghe lục la nói vậy linh quỷ mãng mới hóa thành một tia sáng màu đen vọt vào trong tay áo của lục la không có ngăn trở chu nguyên lập tức thúc giục thần hồn đầm nước màu vàng rầm rầm rung động bị thần hồn vô hình nâng lên, cuối cùng chuyển vào trong từng cái vạc gỗ. Mà khi mấy cái vạc cỗ khổng lồ kia được nhồi đầy thì đầm nước màu vàng cũng đã cạn trơ thấy đáy, đồng thời cũng lộ ra gốc cây xanh mướt như ngọc cắm rễ ở trong đó. Nhìn qua mười vạc cỗ đầy nước kia, Trung Nguyên tỏ ra thỏa mãn, chợt hắn thu lại bảy vạc, còn lại đưa cho Lục La nhận lấy. Xem ra chúng ta cuối cùng là đã thu sạch sẽ bảo bối ở đây rồi, Trung Nguyên duỗi cái lưng mệt mỏi, vẫn chưa thỏa mãn nói. Ở một bên, Lục La nhìn xuống đáy đầm nước, rồi nàng đột nhiên kéo tay áo Trung Nguyên, chỉ xuống một chỗ dưới đáy đầm nước và nói, đó là cái gì? Trung Nguyên khẽ giật mình, đưa mắt nhìn lại chỗ nàng chỉ và thấy được ở dưới đáy đầm nước, chỗ gốc cây xanh mướt như ngọc kia có mấy sợi rễ cuộn vào cùng một chỗ, tạo thành một quả cầu bằng rễ cây. Mà lúc này, ở bên trong quả cầu bằng rễ cây kia, giống như là có ánh sáng thần bí đang thẩm thấu đi ra từ trong khe hở. Rễ cây như ngọc, quấn quanh vào nhau hình thành một quả cầu, từ trong khe hở tỏa ra từng tia sáng thần bí trung nguyên mang theo ánh mắt ngạc nhiên nhìn gốc cây ngọc thụ kia sau đó lực lượng thần hồn lướt qua chỉ thấy vừa chạm vào thì dễ cây quấn quanh vật thể hình cầu lập tức bị chia cắt lực lượng thần hồn nâng nó lên bay lơ lửng ở trước mặt trung nguyên lại sử dụng lực lượng thần hồn hóa thành năm ngón tay xé rách từng mảnh dễ cây cứ như vậy qua một lát quả cầu chậm rãi vỡ ra trung nguyên cùng lục la đều hiếu kỳ mà cẩn thận nhìn vào đó đây là dễ cây vỡ ra chỉ thấy ở trong đó có một vật lớn chừng bàn tay hình dáng của vật này quái dị khá thô sơ trông giống tấm bia nhưng lại tựa như không trọn vẹn, chỉ có một nửa. chất liệu của nó cũng cực kỳ kỳ lạ, không phải vàng không phải gỗ, hơi có vẻ phổ thông. nhưng Chu Nguyên và Lục La đều hiểu vật này sẽ không bình thường như bề ngoài như vậy, bởi vì vị trí tồn tại của nó quá mức bí ẩn. điểm trọng yếu nhất chính là Chu Nguyên và Lục La đều phát hiện, khi bọn hắn lấy ra vật này thì cây ngọc thụ trước mắt lại bắt đầu trở nên ảm đạm khô héo, cảm giác cứ như là cây ngọc thụ này đã bị lấy đi nguồn sinh mệnh vậy. đây là cái gì nhỉ? Lục La không nhịn được hỏi. Trung Nguyên xòe bàn tay cầm lấy đồ vật hình bia không chọn vẹn kia, cảm thấy khá nặng tay. Trong mắt Trung Nguyên tràn đầy vẻ nghi hoặc, bởi vì hắn cũng chưa từng cảm nhận được lực lượng kỳ lạ gì từ trong vật này. Hiển nhiên đây không phải là dị bảo thần trúc, ta cũng không rõ lắm. Trung Nguyên đem nó ra cho Lục La, Lục La cũng nắm chặt kiểm tra một hồi, trong mắt vẫn tràn đầy nghi hoặc, cuối cùng trả nó lại cho Trung Nguyên, nói: Mặc dù không biết thứ này có tác dụng gì nhưng hiển nhiên là sẽ không phải là vật tầm thường. Huynh cứ cầm lấy đi, nói không chừng về sau sẽ có tác dụng. Trung Nguyên trần chờ một lúc, mặc dù tạm thời không hiểu rõ về vật này nhưng có thể khẳng định là nó sẽ không phải là vật phàm. Lục la lại đem nó giao cho hắn, khiến cho hắn cảm thấy mình mình đang chiếm lợi lớn. Không cần phải suy nghĩ nhiều đâu, mặc dù có lẽ vật này không đơn giản nhưng muội cũng đã đã nhận được tiểu linh rồi còn gì. Lục la vỗ vỗ tay áo, cười tùng tìm nói. Đối với lục la mà nói, việc có được một con nguyên thú biến dị như tam đầu linh quỷ mãng mới là thu hoạch lớn nhất của nàng. Vậy lần này ta liền chiếm hơn muội một chút lợi lộc, Trung Nguyên cũng không phải người thiếu quả quyết, nghe vậy thì bật cười lớn, quyết định về sau nếu có cơ hội thì sẽ bồi thường lại cho Lục La là được. Lục La tùy ý gật đầu. Chu Nguyên cẩn thận từng ly từng tí cất đi đồ vật hình bia kia, sau đó nhìn về phía cây ngọc thụ đang dần dần ảm đạm, khô héo kia, nói, lần này hẳn là không còn gì nữa. Chúng ta ra ngoài thôi. Lục La cũng gật đầu hài lòng, lần này nàng không chỉ có đạt được dị bảo thần trúc sáu màu, hơn nữa còn gặp được tam đầu linh quỷ mãng, hai thứ này đều có sự trợ giúp không thể tưởng tượng được với việc tăng lên thực lực cho nàng. Thế là hai người cũng không nán lại, trực tiếp thoát đi chỗ vết nứt không gian vừa nãy, quay về nơi đáy hồ của lục thải hồ. Mà khi hai người rời đi, vết nứt không gian kia bắt đầu khôi phục, cuối cùng triệt để tiêu tán, hơn nữa Trung Nguyên còn cảm giác được, có vẻ như không gian bị giấu trong đó cũng bắt đầu chôn vùi. Bàn tay hắn nhẹ nhàng sờ lên túi càn khôn ở bên hông, hắn có dự cảm, có lẽ bên trong không gian thần bí kia, thứ quan trọng nhất cũng không phải là hai viên dị bảo thần trúc sáu màu, mà là đồ vật thần bí có hình tia không được chọn vẹn kia. Chỉ là trước mắt hắn còn chưa thể phân biệt ra tác dụng của nó mà thôi phù phù trên mặt hồ hai bóng người vọt ra khỏi mặt nước rơi vào trên bờ lúc này bóng đêm vẫn bao phủ khắp xung quanh vẫn yên ắng như cũ lục la hài lòng duỗi lưng một cái sau đó duỗi ra tay nhỏ về phía trung nguyên cười tùng tìm nói như vậy xem như lần này hợp tác vui vẻ nha trung nguyên cười cười vươn tay nắm lấy bàn tay của nàng chúng ta chia tay ở chỗ này đi ta phải đổi kịp đội ngũ của thương huyền tông muội cũng giống vậy đúng không trung nguyên cười nó lục la lẻ lưỡi nói muội cũng tìm cớ chạy ra ngoài lúc này cũng nên tranh thủ đi trở về. Chu Nguyên gật đầu nói, đi đường cẩn thận. Lục La quơ quơ tay nhỏ, nói, hẹn gặp lại ở chỗ sâu của Huyền Nguyên Động Thiên nhé. Âm thanh vừa dứt, Tiểu Hàn ở trên vai nàng lập tức huyết dài một tiếng, nhanh chóng hóa thành một con đại bàng màu băng lam, đỡ lên thân thể của Lục La, bay vút vào không trung. Chu Nguyên đưa mắt nhìn Lục La đi xa, hắn cũng không quá lo lắng cho an toàn của cô bé. Bây giờ Lục La đã thu phục được con tam đầu linh quỷ mãng kia, thực lực tăng mạnh, dù cho có gặp phải đối thủ đẳng cấp các thủ tịch thì cũng có thể đối phó được lần này thì có thể yên tâm đi về chỗ sâu của huyền nguyên động thiên rồi trung nguyên cũng thở dài một hơi sau đó nhìn về phía xa xôi tại chỗ sâu của huyền nguyên động thiên là nơi mà các thánh tử tranh đoạt nơi đó mới là khu vực trọng yếu nhất và đặc sắc nhất của toàn bộ huyền nguyên động thiên tại ngoài này xuất hiện bảo địa sáu màu là rất hiếm thấy thế nhưng nếu ở chỗ sâu của huyền nguyên động thiên tuy nói vẫn rất hiếm có nhưng số lượng cũng không phải là ít cũng không biết giờ này yêu yêu và thôn thôn thế nào hắn lầm bầm một tiếng, chợt cười cười, với thực lực của yêu yêu, dù cho có là nơi mà thánh tử tụ tập như mây ở chỗ sâu của huyền nguyên, nguyên động thiên kia thì vẫn có thể thoải mái ra vào. Trung Nguyên thu hồi suy nghĩ, nguyên khí màu vàng óng dâng lên dưới chân, trực tiếp nâng hắn bay lên không trung, hóa thành một vật kim quang bay về nơi xa. Một ngày sau, Trung Nguyên đuổi kịp đội ngũ, nhìn thấy Trung Nguyên bình yên trở về thì Kim Trương và Cố Hồng Y cũng thở dài một hơi. Mặc dù bọn họ cũng hiếu kỳ nguyên nhân mà Trung Nguyên đột nhiên rời đi, nhưng đều không ai hỏi ra dù sao ai cũng có bí mật của mình nếu cứ muốn hỏi rõ ràng thì sẽ rất không biết điều thế là trong những ngày kế tiếp đội ngũ lại khôi phục tốc độ đi đường bình thường trong quá trình ấy đội ngũ của trung nguyên cũng gặp không ít các thế lực khác chỉ là những đội ngũ kia nhìn thấy đây là một nhóm các đệ tử của thương huyền tông do trung nguyên dẫn đầu thì đều vội vàng tránh lui tựa như gặp sói gặp hổ hiển nhiên chiến tích chém giết thủ tịch phạm yêu của thánh cung lúc ở bảo địa sáu màu của trung nguyên đã triệt để truyền ra khiến cho các đội ngũ khác cũng đều biết được hiểu rõ thánh nguyên phong của thương huyền tông có một vị thủ tịch cực kỳ lợi hại nhờ vậy trên quãng đường này đội ngũ của trung nguyên đi đường rất thông thuận lực cản rất ít bởi vậy trung nguyên cũng bắt đầu dành thời gian vào việc tu luyện tiểu huyền thánh thể thế là tại mỗi ngày lúc trạng vạng tối rất nhiều đệ tử đều thấy trung nguyên lấy ra một cái thùng gỗ cực lớn nhảy vào trong đó ngay sau đó liền có tiếng kêu thống khổ trầm thấp đè nén truyền ra nghe mà tê cả ra đầu hiển nhiên cất ở trong thùng gỗ này là nước đầm màu vàng mà trung nguyên thu được từ đáy hồ trong không gian thần bí kể từ lúc này, càng ngày bọn họ sẽ càng đi vào chỗ sâu của Huyền Nguyên Động Thiên, đối thủ mà bọn họ phải đối mặt sẽ càng ngày càng mạnh. Thế nên Chu Nguyên cũng không dám buông lòng tận dụng hết thời cơ hội để rèn luyện tăng lên thực lực bản thân. hắn nhất định phải rèn luyện tiểu Huyền Thánh Thể tăng lên tới tầng thứ ba Kim Huyết Chi Cảnh trước khi khi xâm nhập vào chỗ sâu của Huyền Nguyên Động Thiên. Mặt trời đỏ rực dâng lên từ đường chân trời, tỏa ra ánh sáng nóng bỏng xé tan màn đêm, chiếu rọi tại mỗi một nơi hẻo lánh trên đại địa. Trên một đỉnh núi, Chu Nguyên đang ngồi xếp bằng ở trong thùng gỗ trong thùng đồ đầy nước đầm màu vàng sánh đặc lúc này nước đầm sôi trào như trào dầu nhưng trung nguyên ngồi trong đó lại hết sức bình tĩnh chỉ là thỉnh thoảng thân thể lại run rẩy mới thể hiện là hắn đang phải gánh chịu đau đớn khó tả trong suốt 8 ngày đi đường này cứ mỗi một đêm hắn đều mượn nhờ nước đầm màu vàng để rèn luyện thân thể trong quá trình này phải gánh chịu thống khổ cùng cực nhưng theo thời gian trôi qua thì cảm giác đau đớn bắt đầu giảm xuống trung nguyên có thể cảm nhận được rõ ràng là thân thể của mình đang có sự biến hóa cực lớn nước đầm màu vàng có ích lợi cực lớn đối với việc tu luyện thân thể từng tia nắng ấm áp rơi xuống, rơi vãi trên người Trung Nguyên. Còn mắt vốn đóng chặt của hắn cũng chậm rãi mở ra, Trung Nguyên có thể cảm giác được từng tia huyết khí thịnh vượng trong mỗi tấc da thịt của mình, một luồng lực lượng bạo tạc đang ẩn núp ở trong. Cơ thể của hắn đã đến thời điểm lột xác. Hô! Trung Nguyên hít sâu một hơi, hai tay đột nhiên khép lại, trong chớp mắt ấy, tựa như toàn thân lỗ chân lông của hắn lại bị mở ra, mà từng sợi khí lưu màu vàng óng trong nước đầm trực tiếp bị hấp thu, thông qua lỗ chân lông tràn vào trong cơ thể Trung Nguyên những sợi khí lưu này phun trào bên trong cơ thể cuối cùng dần dần hòa nhập vào trong máu thịt tí tách tựa như vạn vật xung quanh đều trở nên yên tĩnh nhưng chu nguyên lại có thể nghe thấy tiếng máu đang chảy xuôi bên trong cơ thể cuối cùng dòng máu hội tụ vào một chỗ hình thành một đồ vật gì đó hết sức đặc biệt trong một khắc mất này một giọt máu màu vàng óng chậm rãi hình thành giọt máu kia di chuyển bên trong cơ thể hoàn thành một chu thiên sau đó dừng lại tại trong trái tim dưới sự kiểm tra của thần hồn Chu Nguyên nhìn thấy giọt máu màu vàng kia như lan tràn ra vô số tia máu màu vàng, nối liền da thịt, lực lượng mênh mông bắt đầu lan tỏa ra từ trong những tia máu ấy, truyền vào mỗi một tế bào. Oanh! Thân thể Chu Nguyên run khẽ lên, một luồng lực lượng cuồng bạo bộc phát ra, thùng gỗ lập tức nổ tung, phần nước đầm màu vàng mà lúc này đã trở nên trong suốt cũng bị vung vãi ra xung quanh. Hắn duỗi ra hai tay, cúi đầu nhìn chăm chú, khóe miệng không nhịn được nâng lên một đường cong. Trung Nguyên có thể cảm giác được lực lượng của thân thể mình đã tăng mạnh hơn mấy lần so với lúc trước bởi vì khi giọt máu màu vàng kia hình thành thì cũng là lúc tiểu huyền thánh thể của chu nguyên bước vào tầng thứ ba kim huyết chi cảnh rốt cuộc trải qua thời gian dài khổ tu thì hôm nay hắn đã được nghe đón thành quả từng nghe nếu tu luyện chân thể tới cực hạn thì có thể để nhục thân thành thánh khi đó máu tươi chảy trong cơ thể sẽ có màu vàng tươi chỉ cần một giọt liền có thể sinh ra một tiểu thế giới có được lực lượng vô tận chu nguyên tự nói trong mắt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt hắn không cách nào tưởng tượng cấp độ kỳ vĩ đại cỡ nào bởi vì bây giờ mới chỉ ngưng tụ ra một giọt máu vàng thôi mà hắn đã phải tiêu hao rất nhiều cơ duyên cùng tinh lực thật không biết đến lúc khiến cho toàn bộ máu huyết trong cơ thể hóa thành kim dịch thì phải gian nan tới cỡ nào lúc này nếu như chu nguyên lại phải đánh nhau cùng tên phạm yêu kia thì hắn có tự tin chỉ dùng lực lượng thân thể của mình cũng có thể đấu một trận còn nếu như có sự trợ giúp của nguyên khí tự thân thì dù cho phạm yêu có sử dụng đại huyết yêu thuật cũng sẽ chẳng thể chống nổi mười hiệp dưới tay hắn kim huyết chi cảnh xem khắp toàn bộ đệ tử đời này của thương huyền tông dù cho là vị thương xuân thu của hồng nhai phong kia cũng còn chưa từng tu thành đương nhiên trung nguyên tu luyện là tiểu huyền thánh thể mà thương xuân thu là thánh tử của hồng nhai phong công pháp tu luyện chính là huyền thánh thể chân chính thế nên dù cho hắn vẫn chỉ mới ở cảnh giới ngân cốt nhưng nếu bàn với mức độ mạnh mẽ của thân thể thì cũng không hề kém so với trung nguyên nếu có cơ hội tốt nhất là có thể thu hoạch được nguyên thuật huyền thánh thể chân chính trung nguyên nghĩ tới đây không khỏi cảm thán một tiếng mặc dù tiểu huyền thánh thể rất huyền diệu nhưng cuối cùng vẫn chỉ là thiên nguyên thuật cấp độ trung phẩm mà thôi mà huyền thánh thể mới thật sự là thiên nguyên thuật cấp độ thượng phẩm vốt trong lúc chu nguyên vẫn còn đang cảm thán thì ở cách đó không xa truyền tới âm thanh xé gió một bóng người xinh đẹp lướt đến đỉnh núi chính là cố hồng y bạn đang xem nguyên tôn được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim nàng hạ xuống đất đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ hăng hái nhìn nửa thân trên đề trần của chu nguyên trêu chọc nói dáng người cũng không hề tệ đấy bây giờ thân thể chu nguyên thon dài thẳng tắp tuy rằng không cơ bắp từng cục nhưng mặc cho ai cũng có thể cảm nhận được bộ thân thể ấy ẩn chứa lực lượng cường đại trung nguyên lấy một bộ quần áo trong túi càn khôn phủ lên trên người lườm cố hồng y một chút nói sao vậy cố hồng y thu hồi vẻ trêu chọc nói chúng ta gặp được người tiếp ứng do các thánh tử phái ra bây giờ cũng đã biết rõ vị trí tụ tập của các thánh tử dựa theo bản đồ thì chỉ cần qua hơn nửa ngày nữa là chúng ta có thể tiến vào chỗ sâu của huyền nguyên động thiên tụ họp cùng các thánh tử trung nguyên nghe vậy thì trong mắt hiện lên vẻ vui mừng cười nói tốt lắm chuyển lệnh xuống lập tức khởi hành tuy rằng bây giờ trong khí phủ của trung nguyên đã có dị bảo thần trúc sáu màu nhưng hắn vẫn không thỏa mãn với thành tích này chỉ khi đến được chỗ sâu của huyền nguyên động thiên hắn mới có cơ hội tìm kiếm được càng nhiều cơ duyên khiến cho dị bảo thần trúc tiến hóa dù sao mục tiêu của hắn là ít nhất cũng phải là dị bảo thần trúc bảy màu dưới sự dẫn đầu của người tiếp ứng trải qua hơn nửa ngày không ngừng đi đường đội ngũ của trung nguyên đã đi tới đích đây là một dãy núi u ám trải dài hùng vĩ không thấy cuối cùng đỉnh núi chui vào trong tầng mây vô số ngọn núi con đứng xung quanh như những người khổng lồ sừng sững giữa đất trời khiến cho người ta cảm thấy thật nhỏ bé trên khắp dãy núi vô tận kia chỗ thì tràn ngập lối điện chỗ lại không ngừng mưa to thậm chí có nơi còn tràn đầy vết nứt không gian dù cho là các thủ tịch mà nếu bị lạc vào trong đó thì kết cục cũng chỉ là bị xé xác so sánh với nơi nguy hiểm như thế này bỏ địa sáu màu ở trong núi rừng ngoài kia thật giống như một ổ đất nhỏ chu nguyên thủ tịch chúng ta sẽ tạm thời dừng chân ở bên ngoài dãy núi đại huyền sơn mạch là một trong những nơi hung hiểm bậc nhất của huyền nguyên động thiên chúng ta nhất định phải chờ tới khi các thánh tử tới đây dẫn đường thì mới có thể xâm nhập vào trong đó bây giờ nơi dừng chân tạm thời có đội ngũ của rất nhiều thế lực tụ tập rồng rán lẫn lộn còn xin mọi người cẩn thận nhiều hơn người tiếp ứng nói với đám người chu nguyên mấy người chu nguyên đều gật đầu đoàn người chu nguyên tiếp tục tiến lên qua khoảng chừng nửa nén hương thì nhìn thấy một tòa thành xuất hiện ở phía trước tòa thành này được xây bằng gỗ hiển nhiên là được dựng lên cách đây không lâu tuy nhiên bên trong thành lại có vô số bóng người đi lại hiển nhiên đây là nơi hội tụ của không ít các phe đội ngũ khi chu nguyên vừa mới đi vào trong thành bỗng nhiên cảm thấy bên trong có hoạt động truyền tới vô số bóng người hội tụ về một phương hướng khác xảy ra chuyện gì vậy chu nguyên thấy thế mở miệng hỏi một đệ tử đi sau lập tức ngăn cản người qua đường mở miệng hỏi thăm người bị ngăn lại hỏi thăm có chút khó chịu chỉ là khi nhìn thấy dấu hiệu đệ tử thương nguyên tông trên người chu nguyên thì vẻ mặt lại lộ ra nét cổ quái tựa như cười mà không phải cười nói thì ra là người của thương huyền tông các người còn chưa biết tin gì à chẳng phải là có một vị thủ tịch chu nguyên của thương huyền tông các người dám chém giết hai vị thủ tịch của thánh cung đấy sao quả là uy phong cực kỳ thế nhưng bây giờ tám đại thủ tịch của thánh cung lại trực tiếp dẫn người bao vây ngũ đại thủ tịch của thương huyền tông các người đồng thời một vị thủ tịch của hồng nhai phong cũng đã bị chặt đứt một cánh tay hắc hắc thánh cung người ta uy hiếp đòi thương huyền tông phải giao ra chu nguyên bằng không hôm nay không biết là sẽ có mấy vị thủ tịch của thương huyền tông có thể chạy thoát nơi đây mấy tên thương nguyên tông các ngươi chọc giận thánh cung còn không mau chạy trốn lại dám ngăn ta ở nơi này để hỏi chuyện gì xảy ra trong mắt người kia hiện lên và chê cười ngươi người đệ tử hỏi đường tức giận gầm lên trung nguyên vỗ vỗ bờ vai của hắn để hắn lui ra phía sau sau đó cười cười với người kia nói làm phiền dẫn đường một chút người kia liếc xéo chu nguyên cười lạnh ngươi là cái thá gì chu nguyên mỉm cười nói ta chính là cái kẻ dám chém giết hai vị thủ tịch của thánh cung kia thủ tịch trung nguyên ngươi có cảm thấy mình nói hơi nhiều không mặc dù chu nguyên đang nở nụ cười thế nhưng trong mắt lại hờ hững cùng cực nụ cười mỉa mai trên mặt người kia lập tức cứng ngắc lại chỗ đặt chân ở thành phía tây một trang viên khổng lồ đứng sừng sững tuy rằng là mới xây nhưng mà vẫn có thể lộ ra khí phái mà những thế lực có thể đóng quân ở trong trang viên này đều có thực lực không thấp trong thương huyền thiên mà hiện tại ở trong đó càng là nơi tụ tập của những thiên kiêu tinh nhuệ nhất trong thế hệ trẻ của thương huyền thiên lúc này những thế lực đến từ khắp thương huyền thiên này đều tập trung sự chú ý vào chỗ một quảng trường hiện tại ở chỗ kia mạch nước ngầm bắt đầu khởi động đó là hai chi đội ngũ có số lượng người không ít đang rằng co thương huyền tông thánh cung phía trước nhất đội ngũ của thương huyền tông có năm bóng người đúng là năm vị đệ tử thủ tịch của thương huyền tông ở phía sau bọn họ là rất nhiều đệ tử tinh nhuệ của thương huyền tông nhưng mà lúc này bọn hán đều tức giận oán hận nhìn chằm chằm về phía đối diện ở bên đó tám bóng người đứng chắp tay khí thế vô cùng hung hãn phía sau bọn họ là phần đông đệ tử của thánh cung khi nhìn qua chỗ đội ngũ của thương Huyền tông trên mặt của cả tám người đều mang theo sự miệt mai. Hào khí giữa hai bên đã căng đến cực điểm, tựa như là chỉ cần một lời không hợp, có khả năng sẽ trực tiếp bộc phát một trận chém giết cực kỳ kinh liệt ở chỗ này. Đương nhiên, những thế lực khác sợ là cam tâm tình nguyện trông thấy hai đại tông phái đỉnh cấp chém giết lẫn nhau, bởi vì chỉ có khi hai hổ tranh chấp thì những con sói như bọn hắn mới có thể tìm cơ hội, tùy thời mà động. Ở trong huyền nguyên, nguyên động thiên này, cho dù là đội ngũ của tông phái đỉnh cấp nhưng một khi lộ ra sơ hở cũng sẽ bị đàn sói cắn xé. Ở cách quảng trường không xa, trên một lầu các cao chót vót đứng sừng sững trên tầng cao nhất của lầu các này một vài người thỉnh thoảng cũng đưa mắt nhìn xuống dưới từ nơi này vừa vặn có thể nhìn bao quát hết toàn cảnh tượng ở dưới quảng trường kia ha 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 trận thế này thật đúng là không nhỏ nhưng nếu hai bên quả thật đánh nhau thì đó mới gọi đặc sắc đáng tiếc lần này thương huyền tông muốn chịu thiệt rồi trên lầu các có một giọng nói tàn ra khí tức âm lãnh khiến cho người ta có cảm giác lạnh thấu xương vang lên người vừa lên tiếng kia là một nam tử thân mặc áo choàng màu đen ở trên tấm áo choàng này có in hình mặt quỷ dữ tợn khuôn mặt của người này rất gầy, thậm chí có thể nói là như chỉ có da bọc xương. Người này tên là Lưu Phù, là một vị đệ tử thủ tịch của Thiên Quỷ phủ, một trong sáu đại tông phái đỉnh cấp của Thương Nguyên Thiên. Từ lời của hắn, không khó để nhận ra hắn có chút khúc mắc đối với Thương Nguyên Tông, đó là bởi vì trước khi hắn đã từng giao thủ cùng Đường Mộc Tâm đệ tử thủ tịch của Thương Nguyên Phong, nhưng lại nhanh chóng bị người sau đánh bại, cho nên hiện giờ có thể nhìn thấy Thương Nguyên Tông chịu thiệt, hắn ngược lại rất thích thú. Ở sau lưng hắn còn có không ít đệ tử của Thiên Quỷ phủ, mà trong đó còn có một gương mặt quen thuộc, rõ ràng là chân hư. Ở thánh tích chi địa, hắn đã lựa chọn gia nhập thiên quỷ phủ. Hôm nay, sắc mặt của hắn vẫn trông cực kỳ tái nhợt, khuôn mặt âm nhu, tuấn lãng, chỉ là chấn động của nguyên khí ở quanh người cũng càng thêm âm lãnh, quỷ dị. Ánh mắt của hắn cũng nhìn xuống quảng trường phía dưới, nhưng khi ánh mắt đảo qua chỗ đội ngũ của Thương Huyền Tông cũng không có nhìn thấy bóng người đã từng quen thuộc. Sau đó hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía những gian phòng xung quanh, hôm nay tại đây, chẳng những có đệ tử thủ tịch của Thiên Quỷ phủ bọn họ, thậm chí ngay cả bách hoa tiên cung vấn kiếm tông bắc minh trấn long điện đều có đệ tử thủ tịch dẫn đội tham dự hơn nữa chuyện khiến cho hắn có cảm giác ngoài ý muốn chính là ở chỗ này hắn còn gặp được một vài người quen ở bên phía bách hoa tiên cung là một bóng người mặc váy đen tả khâu thanh ngư cô nàng này vẫn yêu mị mê người như lúc trước vậy ở chỗ vấn kiếm tông là một thanh niên hai mắt bị quấn quanh bởi một miếng vải đen lưng vác một thanh trọng kiếm không có lưỡi mặc dù người này yên tĩnh không nói gì nhưng kiếm khí lăng lệ ác liệt mà hắn phát ra lại làm cho người ta cảm thấy kinh hãi đó là kiếm hạt tử lữ thuần quân còn có bên phía bắc minh trấn long điện là một thanh niên mặc áo ngắn đến vai lưng cão một cây côn bằng vàng ròng đúng là ninh chiến lúc trước sáu người cùng lên đến thánh châu đại lục gia nhập sáu đại tông phái đỉnh cấp ngoại trừ chu nguyên cùng lục la vậy mà đều đụng mặt nhau ở chỗ này mấy người bọn họ lết nhìn nhau rồi khẽ gật đầu tỏ ý chào hỏi nhưng mà cũng không có quá nhiều trao đổi cho dù thương huyền tông chịu thiệt chỉ sợ thánh cung cũng, cũng không khá hơn chút nào một giọng nói khác vang lên người vừa nói là một vị đệ tử thủ tịch của bách hoa tiên cung lời nói của nàng tràn ngập ác cảm đối với thánh cung bởi vì nhóm người các nàng đã nhận được truyền tin từ chỗ đường tiểu yên rằng thánh cung từng ra tay với bách hoa tiên cung các nàng nghe nàng nói như thế lưu phủ kia bĩu môi nói nghe nói là thương huyền tông kia có một vị đệ tử thủ tịch gọi là chu nguyên giết chết hai vị đệ tử thủ tịch của thánh cung lời đồ này hẳn là quá khoa trương rồi từ trước đến nay ta còn chưa nghe qua tên của người này chắc hẳn hắn cũng chỉ là một đệ tử thủ tịch mới mà thôi thế thì làm sao có đủ thực lực để làm chuyện đó được bên phía bách hoa tiên cung nghe lưu phủ nói vậy tả khâu thanh ngư nhíu mày không nhịn được chậm rãi nói vị đệ tử thủ tịch này của thiên quỷ phủ có thể nói sai rồi đệ tử của bách hoa tiên cung chúng ta thế nhưng mà đã tận mắt nhìn thấy trung nguyên giết chết phạm yêu đệ tử thủ tịch xếp thứ ba của thánh cung đó mặc dù tả khâu thanh ngư không phải là đệ tử thủ tịch nhưng bởi vì là đệ tử thân truyền của cung chủ của bách hoa tiên cung cho nên địa vị của nàng tại bách hoa tiên cung bên này cũng không thấp vì vậy cũng không có quá kiêng kỵ lưu phủ kia thần sắc trên mặt lưu phủ giống như cười mà không phải cười vậy hắn nói vậy sao nghe qua thì cái này ngược lại là có chút thủ đoạn đó nhưng mà chọc họa xong rồi trốn đi làm cho đồng môn phải thừa nhận hậu quả xem ra chu nguyên này cũng không được tính là một nhân vật không thể nói trước lúc ấy vì muốn chiến thắng phạm yêu thủ tịch mà hắn đã sử dụng thủ đoạn hèn hạ gì chăng sau đó hắn nhìn xuống chỗ quảng trường cách đó không xa và nói tiếp hiện tại tám vị đệ tử thủ tịch của thánh cung đồng thời tới cửa chuyện này nói rõ thánh cung hôm nay là không muốn tử bỏ ý đồ rồi có lẽ Chu Nguyên kia sớm đã biết được tin tức, chỉ là không dám hiện thân mà thôi. Ngược lại là đáng thương cho những đệ tử thủ tịch khác của Thương Huyền Tông, đặc biệt là Trần Trạch của Hồng Nhai Phong kia không duyên cớ bị người vặn gãy một cánh tay. Lời vừa nói ra, đa số đệ tử ở đây cũng đều khẽ gật đầu, vốn dĩ bọn hắn cũng chưa quen thuộc với Chu Nguyên, chỉ là từ tình huống hôm nay đến xem thì rõ ràng Chu Nguyên là người gây ra họa, ngược lại làm cho những đồng môn khác gánh hậu quả, đích thật là có chút không ổn mấu chốt nhất chính là thân là người khởi xướng hết thảy chu nguyên lại chưa chịu hiện thân không khỏi làm cho người ta cảm thấy hắn đang e ngại uy thế của tám vị đệ tử thủ tịch của thánh cung chu nguyên chính là đệ nhất nhân trong đồng lứa của thương mang đại lục chúng ta hắn cũng không phải là loại người như lưu phủ thủ tịch suy đoán theo suy nghĩ của ta nếu biết được việc này hắn chắc chắn sẽ chạy đến một giọng nói khàn khàn chợt vang lên nghe thấy lời này tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn qua và thấy được thanh niên mà hai mắt bị quấn quanh bởi một miếng vải đen ở bên phía vấn kiếm tông ba lần bốn lượt bị người phản bác sắc mặt của lưu phủ kia cũng trở nên khó coi hắn âm trầm nhìn chằm chằm vào đệ tử thủ tịch của vấn kiếm tông và nói từ lúc nào mà đệ tử của vấn kiếm tông lại không có quy củ như vậy đệ tử thủ tịch chúng ta đang nói chuyện mà cũng dám xen mồm vào nhưng mà vị đệ tử thủ tịch của vấn kiếm tông kia lại cười nhạt một tiếng nói tuy lữ sư đệ không phải là đệ tử thủ tịch nhưng mà lại là người đầu tiên trong trăm năm qua của vấn kiếm tông ta dù không phải là thánh tử nhưng lại có thể đi vào kiếm ngục tu luyện cho nên lưu phủ thủ tịch nhưng chưa có coi hắn như đệ tử tầm thường nghe vị đệ tử thủ tịch của vấn kiếm tông kia nói thế sắc mặt của lưu phủ khẽ biến hắn tự nhiên là biết được kiếm ngục của vấn kiếm tông là nơi như thế nào nghe nói chỉ có thánh tử của vấn kiếm tông mới có thể đi vào bởi vì ở trong đó tràn ngập kiếm khí lăng lệ ác liệt khiến cho người ta lúc nào cũng phải chịu đựng nỗi đau như dóc thịt cạo xương cho dù đệ tử thủ tịch cũng khó có thể thừa nhận nhưng mà kẻ mù lòa ở trước mắt này lại có thể tu luyện ở chỗ đó hay sao thương mang đại lục này vốn chỉ là chốn hoang vu hẻo lánh không ngờ rằng những năm nay lại có không ít nhân tài ánh mắt của lưu phù lộ ra vẻ âm lãnh sau đó hắn nhìn lướt qua chân hư ở phía sau trong lòng có chút phẫn hận chân hư này cũng là đến từ thương mang đại lục kia hơn nữa hôm nay ở thiên quỷ phủ cũng rất được cao tầng coi trọng nghe được ý mỉa mai trong lời nói của lưu phù cả khâu thanh ngư ninh chiến đều nhìn hắn với ánh mắt lạnh lào nhưng mà lưu phù cũng không để ý tới chỉ là hừ lạnh một tiếng sau đó hắn tiếp tục nhìn qua chỗ quảng trường phía dưới nơi thương huyền tông và thánh cung đang giằng co hừ ta ngược lại thực muốn nhìn một chút Người được các người khen hết mực như vậy hôm nay phải chăng thật sự có can đảm dám hiện thân ở chỗ này. Hơn nữa, nói đến đây, khóe miệng của hắn hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười miệt mai. Cho dù Trung Nguyên kia thật sự dám lộ diện, chỉ sợ cũng không có cách nào toàn thân trở ra rồi. Cho nên đối với Trung Nguyên kia, bất luận như thế nào, đây đều là một cục diện chết. Trên quảng trường cực lớn, hai chi đội ngũ rằng co, hảo khí dương cung bạt kiếm. Đường Mộc Tâm đứng ở phía trước đội ngũ của Thương Huyền Tông. Lúc này, sắc mặt của nàng là một mảnh băng hàn, ánh mắt của nàng nhìn thẳng về phía đối diện, ở đằng kia phía trước đội ngũ của Thánh Cung, hai bóng người đang đứng chắp tay. Bạn đang xem nguyên tôn được thuyết minh tại kênh YouTube gì các Phim. Người bên trái mặc một bộ quần áo màu trắng, thân hình cao giáo, nhìn qua thì hơi có chút phong lưu, phóng khoáng, môi hắn hơi mỏng, lúc cười rộ lên sẽ làm cho người ta có một loại cảm giác sắc bén. Mà người này đúng là người đứng đầu trong mười đại đệ tử thủ tịch của Thánh Cung, là đệ tử thủ tịch của Thiên Thánh Điện, Hoắc Thiên. Mà bên cạnh Hoắc Thiên là một gã nam tử có dáng người cường tráng, hắn mặc một bộ quần áo màu đen, thần sắc kiêu ngạo, ở bên trong một đôi mắt có thần sắc hung ác hiển hiện, làm cho hắn nhìn qua tựa như là một con tuyệt thế hung viên, khỉ đột. Ở trong người đại đệ tử thủ tịch của Thánh Cung, hắn xếp thứ hai, đúng là đệ tử thủ tịch của Địa Thánh Điện, Triệu Kinh. Mà trước khi, cánh tay của Trần Trạch, đệ tử thủ tịch của Hồng Nhai Phong của Thương Nguyền Tông là bị hắn vạn gãy, lúc này ở giữa ngón tay của hắn còn có máu tươi không ngừng rơi xuống. Đường Mộc Tâm, trung nguyên của Thương Nguyền Tông các người giết hai vị đệ tử thủ tịch của Thánh Cung ta, hôm nay nếu các ngươi không giao người này ra đây thánh cung ta đây cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi hoắc thiên thản nhiên nói hứ hoắc thiên không ngờ ngươi còn có mặt mũi nói chuyện này ra sao đệ tử thủ tịch của thánh cung ngươi bị trung nguyên giết chết đó là thực lực của bọn họ yếu kém đôi mắt đẹp của đường mộc tâm toát ra thần sắc băng hàn nàng tức giận nói nếu thánh cung các ngươi muốn đánh thương huyền tông ta lúc nào cũng sẵn sàng phục bồi nhưng đường đường là đệ tử thủ tịch của thánh cung lại âm thầm đánh lén thật là khiến cho người khác khinh thường lúc trước khi hai chi đội ngũ gặp nhau vốn là bình an vô sự nhưng triệu kình kia bỗng nhiên ra tay mà trần trạch bởi vì vội vàng chống cự cho nên mới bị yếu thế và bị hắn vặn gãy một cánh tay nghe đường mộc tâm nói vậy triệu kình kia nhếch miệng cười cười nghe nói hồng nhai phong chuyên tu luyện thân thể danh dương thương huyền thiên nhưng hôm nay đụng một cái lại không gì hơn cái này so với địa thánh điện ta thì còn kém hơn không ít ở bên cạnh đường mộc tâm là đệ tử thủ tịch của hồng nhai phong trần trạch lúc này sắc mặt của hắn vẫn còn hơi tái nhợt cánh tay phải của hắn bị uốn cong ngược ra phía sau hiển nhiên là đã bị vạn gãy nhưng mà khi hắn nghe thấy triệu kinh vậy mà nhục nhã bọn hắn hồng nhai phong lập tức con mắt biến thành đỏ bừng rồi hắn lạnh giọng nói người có thể dám đọ sức lại cùng ta triệu kinh hai tay ôm ngực nghiêng đầu lướt mắt nhìn hắn rồi nói nếu như ngươi muốn chết ta đương nhiên có thể thành toàn ngươi trần trạch đỏ mắt muốn xông ra nhưng lại bị đường mộc tâm ngăn lại không nên trúng kế khích tướng của đối phương đường mộc tâm trầm giọng nói khoác thiên kia thả lòng một tay về phía sau bình thả nói nếu như hai vị đệ tử thủ tịch của thánh cung chúng ta chân chính bại bởi chu nguyên kia chúng ta tự nhiên không lời nào để nói nhưng theo những gì chúng ta biết được thì chu nguyên kia dùng rất nhiều thủ đoạn ti tiện ám toán thừa dịp mấy bên tạm thời hợp tác trở thành minh hữu đột nhiên đánh lén phạm yêu không có phòng bị lúc này mới bị tiểu tử kia giết chết lúc trước chuyện mà triệu kình làm chỉ là dùng chính thủ đoạn của tiểu tử kia trả lại cho các ngươi mà thôi bằng không thì các ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng một đệ tử mới vừa tiến vào Thương Huyền Tông chưa được hai năm lại có đủ thực lực để đánh bại đệ tử thủ tịch sức thứ ba của Thánh Cung ta. Hiện tại, nơi này có không biết bao nhiêu ánh mắt đều đang nhìn chăm chú, cho nên tự nhiên cũng đều nghe thấy được lời này của Hoắc Thiên. Lúc này, tất cả cũng xì xào, bàn tán, nếu như Trung Nguyên kia thật sự ra tay ám toán sau khi đã kết minh, vậy thì thật đúng là có chút ti tiện rồi. Sắc mặt của đường Mộc Tâm, Tô Diệu cùng các đệ tử thủ tịch của Thương Huyền Tông đều trở nên khó coi, Hoắc Thiên này thật là ngoan độc lại muốn hát nước bẩn lên người Chu Nguyên, nếu như để tất cả mọi người đều suy nghĩ theo hướng đó, về sau làm sao có người dám hợp tác cùng Chu Nguyên. Khi còn ở Thương Huyền Tông ta, Chu Nguyên có biểu hiện cực kỳ xuất sắc, giết đệ tử thủ tịch của Thánh cung ngươi không cần thi triển những thủ đoạn này. Đường Mộc Tâm cười lạnh nói. Hoắc Thiên cười nhạt nói, nếu là như thế, vậy các ngươi lại gọi tiểu tử kia đi ra đây, tự mình chứng minh cho chúng ta nhìn xem. Đường Mộc Tâm nói, Chu Nguyên chưa đến nơi đây, nếu như ngươi muốn gặp thì về sau sẽ có cơ hội. Hoắc Thiên lắc đầu, thở dài, xem ra người này chẳng những thủ đoạn ti tiện hơn nữa còn là kẻ nhát gan. Hắn nhìn về phía Trần Trạch, nói: "Trần Trạch thủ tịch, mối thủ đất tay này, ta cảm thấy có lẽ ngươi nên tính lên trên đầu Chu Nguyên kia thì hơn." Hắn đúng là còn định châm ngòi lý gián nữa, chỉ là ánh mắt băng hàn của Trần Trạch vẫn nhìn chằm chằm vào Triệu Kình kia, cũng không để ý tới những lời này của hắn. Xem ra các ngươi thực sự không muốn giao tiểu tử kia ra đây rồi, Hoắc Thiên thở dài một tiếng, tỏ vẻ tức muối nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy lạnh lẽo việc đã đến nước này thì ta đành chịu thôi, dù sao, ta cũng phải lấy lại công đạo cho hai vị đệ tử thủ tịch đã chết đi kia của thánh cung ta. Nếu như các ngươi không muốn kéo những đệ tử không liên quan vào, vậy thì hôm nay, chính ở chỗ này, cứ để đệ tử thủ tịch của hai bên đường đường chính chính chiến đấu thôi. Hoác Thiên gật gật đầu với Triệu Kình, người sau lập tức chậm rãi đi ra, nhếch miệng cười lạnh và nói, trong số đệ tử thủ tịch của Thương Huyền Tông các ngươi, ai dám lại đến thử xem. Sắc mặt của đường Mộc tâm lạnh như băng, nàng nhấc chân định bước ra. Ha ha ha, Đường Mộc Tâm thủ tịch, cô và ta đều là đệ tử thủ tịch đứng đầu của hai tông, nếu như cô ra tay vậy thì ta đây cũng chỉ có thể xuống chơi cùng với cô thôi, chỉ có điều, lúc trước chúng ta cũng đã giao thủ rồi, tựa hồ là cô cũng không thể chiếm bất luận ưu thế gì nhỉ. Hoắc Thiên thấy thế, thế mỉm cười nói, "Hôm nay, ở bên trong năm vị đệ tử thủ tịch của Thương Huyền tông, Đường Mộc Tâm là người có thực lực mạnh nhất, chỉ cần nàng không ra tay thì những người khác đều không phải là đối thủ của Triệu Kình. Mà mục đích lần này của bọn hắn chính là muốn ở trước mặt các thế lực khắp nơi." hùng hăng dẫm thương huyền tông một cước bằng không thì chờ các thánh tử đến bọn hắn căn bản là không có cách nào giao phó nghe hoắc thiên nói vậy sắc mặt của đường mộc tâm càng thêm lạnh lẽo rõ ràng là hoắc thiên này có chuẩn bị mới đến ta đến thôi đúng lúc này đệ tử thủ tịch của kiếm lai phong là bích lý triệt ánh mắt của hắn lạnh như băng đối phương cũng đã đánh đến cửa rồi nếu như bọn họ không ứng chiến thì thể diện của thương huyền tông bọn hắn cũng bị mất hết rồi tuy rằng ở trong tông hắn cùng với trung nguyên có không ít ân oán nhưng vào lúc này bọn hắn đều là đại biểu của thương huyền tông vinh quang cùng hưởng tai họa cùng chia có cái ân oán gì thì cứ về trong tông hãng giải quyết còn ở ngoài thì phải một lòng chống địch ở trong mười đại đệ tử thủ tịch của thánh cung triệu kình này có thực lực gần với hoắc thiên không thể khinh thường nguyên khí của ta mạnh hơn các người gần với đường mộc tâm sư tỷ hoắc thiên này cứ giao cho ta đi người vốn trầm mặc ít nói là tạ ngôn thủ tịch của lôi ngục phong chợt nói tạ ngôn sư huynh có nắm chắc không tô diệu thủ tịch của tuyết liên phong hỏi tạ ngôn thoáng trầm mọc một lát rồi khẽ lắc đầu nói triệu kình này rất nguy hiểm đệ tử thủ tịch xếp thứ hai của thánh cung sao có thể là hạng người đơn giản được những người khác cũng cao mày không biết nên làm thế nào hiện tại rõ ràng là thánh cung muốn dùng phương thức vương đấu vương dùng chiến đấu giữa các đệ tử thủ tịch để phân thắng bại nhưng hiện tại phiền toái là triệu kình kia hoàn toàn chính xác là rất cường hoành ngay cả tạ ngôn đều không có nắm chắc chiến thắng mà một khi tạ ngôn thua trận này thì cũng là có tổn hại đến thể diện của thương nguyên tông mà chuyện này không thể nghi ngờ chính là điều mà mấy người hoắc thiên muốn có thể tưởng tượng trong trận chiến này đối phương tất nhiên là sẽ ra tay không lưu tình bất luận sống chết sẽ là một trận ác chiến cực kỳ hung hiểm cứ để cho ta tới thử xem tạ ngôn khoát tay áo sau đó liền chậm rãi đi ra triệu kinh híp mắt lại nhìn chằm chằm vào tạ ngôn triều tức nguyên lai like là tạ ngôn thủ tịch của lôi ngục phong sẽ lên đấu trận này với ta sao cũng được thôi không biết bây giờ tạ huynh muốn chiến đấu như thế nào đây Gãy một tay hay hai tay hay là gãy chân tạ ngôn không nói gì chỉ là trên thân thể có nguyên khí mang theo tiếng sấm rền chậm rãi dâng lên đến thấy thế khóe miệng của triệu kình cũng hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười hung tàn năm ngón tay cũng là chậm rãi nắm chặt từ trong cơ thể hắn một luồng khí thế kinh người bạo phát ra vào lúc này vô số con mắt đều đổ dồn về nơi đây thương huyền tông cùng thánh cung hiển nhiên là lựa chọn loại phương thức này để giải quyết một ít ân oán giữa hai bên nhưng mà nếu chỉ nhìn qua khí thế thì vị tạ ngôn thủ tịch kia của thương huyền tông tựa hồ là đã rơi xuống hạ phong ở trong cái nhìn soi mói của tất cả mọi người tạ ngôn bước ra một bước nguyên khí nổ vang nhưng mà ngay khi hắn sắp sửa bộc phát nguyên khí thì chỉ trong một cái chớp mắt trên bầu trời chợt có tiếng xé gió đột nhiên vang vọng một vệt sáng màu đen từ trên trời bay xuống giữa quảng trường làm cho bụi mù bay tứ tán khi bụi mù tán đi thì chỉ thấy được một cái bút màu đen to dài như một cây thương trông có vẻ cổ xưa cắm ở trên mặt đất mà ở bên cạnh cái bút màu đen này là một bóng người thon dài lặng lặng mà đứng cùng lúc đó có thanh âm bình tĩnh vang lên vọng khắp quảng trường này. Tạ ngôn sư huynh, việc lần này là bởi vì ta mới có, cho nên thỉnh sư huynh để cho ta chứng minh thực lực của mình. Hơn nữa, muốn xử lý thằng ngu này còn không cần sư huynh tự mình ra tay, chỉ cần mình ta là đủ rồi. Chỉ trong một cái chớp mắt này, vô số ánh mắt đều đều đổ dồn vào bóng người thon dài đứng ở bên cạnh cái bút màu đen kia. Sau một khắc, vô số tiếng xì xào, bán tán xôn xao bộc phát ra đến. Trên quảng trường, cái bút màu đen trông có vẻ cổ xưa cắm ở trong lòng đất, mà lúc này, ở bên cạnh cái bút màu đen kia, một bóng người trẻ tuổi bình tĩnh đứng thẳng. Bóng người kia có thân hình thon dài, khuôn mặt như là hồ sâu, không có chút sóng gợn nào, nhưng ngay khi hắn vừa xuất hiện thì lại trực tiếp dẫn nổ quang trường tòa rồng rắn lẫn lộn này. Và lúc này, thế lực khắp nơi đều vang lên vô số lời xì xào, bàn tán xôn xao. Người này chính là Trung Nguyên, đệ tử thủ tịch của Thánh Nguyên Phong, người đã giết chết hai vị đệ tử thủ tịch của Thánh Cung hay sao? Nghe những gì Hoắc Thiên nói lúc trước thì hẳn là không sai. Chính chủ rốt cục xuất hiện rồi. Thật là thú vị, xuất hiện thì cứ xuất hiện, lại vẫn dám khiêu khích triệu kình của thánh cung kia như thế chẳng lẽ thằng này thực nghĩ rằng hắn ta là kẻ ăn chay hay sao hôm nay quả thực có trò hay để nhìn rồi vô số thanh âm vang lên khắp bốn phương tám hướng của trang viên ngay sau đó có thêm rất nhiều bóng người phá không bay lên ùn ùn rơi xuống bốn phía xung quanh quảng trường vốn là bọn hắn vẫn chỉ đang âm thầm quan sát đánh giá cảnh tượng rằng co của hai đội ngũ thương huyền tông cùng thánh cung nhưng trước mắt sau khi trung nguyên xuất hiện bọn hắn biết được cục diện hôm nay thật có thể sẽ trở nên vô cùng đặc sắc cho nên bọn hắn muốn tới gần một ít, xem trò hay này một cách rõ ràng. Nhưng mà bất luận như thế nào, sau khi vừa xuất hiện, Trung Nguyên đã khiến cho trang viên này trở nên sôi trào lên. Mà ở trên tầng cao nhất của tòa lầu các phụ cận quảng trường kia, đội ngũ của bốn đại tông phái đỉnh cấp đồng dạng là vì Trung Nguyên xuất hiện mà cảm thấy kinh ngạc, ngay sau đó liền có giọng nói ở trong lầu truyền ra. Lúc trước ta đã nói qua, nếu như Trung Nguyên biết được chuyện này, hắn tất nhiên sẽ xuất hiện. Đôi mắt đẹp mê người của tà khâu thanh ngư liếc nhìn vị lưu phủ thủ tịch của thiên quỷ phủ kia rồi nàng cười nhạt nói còn ở bên phía vấn kiếm tông kiếm hà tử cũng đứng lên đi đến chỗ cửa sổ mặc dù mắt không thể nhìn thấy nhưng cảm giác của hắn ngược lại là nhạy cảm hơn người bình thường rất nhiều lúc này hắn đang quay đầu nhìn qua hướng quảng trường hắn có thể cảm giác được rõ ràng chấn động của nguyên khí quen thuộc kia chu nguyên khuôn mặt vốn xưa nay đều không có biểu lộ gì của lữ thuần quân tựa như là bỗng nhúc nhích hắn thấp giọng tự nói ngươi quả nhiên là đã trở nên mạnh mẽ từ bên phía bắc minh trấn long điện ninh chiến cũng đi tới giờ nắm đấm lên chào hỏi hắn phít bùm một kiểu chào hỏi của đàn ông mỹ dùng hai nắm đấm chạm vào nhau hắn nhìn chằm chằm vào bóng người ở phía dưới kia trong mắt đầy chiến ý và nói hiện giờ ta lại càng muốn đánh cùng thằng này một trận chân hư không có động tác chỉ là khi ninh chiến nhắc tới chu nguyên khí tức âm hẳn trong đôi mắt âm lãnh lặng yên giảm bớt một ít trong thiên quỷ phủ quy củ xâm nghiêm đồng thời có rất nhiều người lục đục với nhau âm mưu quỷ kế đầy rẫy chỉ cần hơi không cẩn thận là sẽ bị người dẫm đạp xuống dưới trong vòng hai năm này ở bên trong thiên quỷ phủ này Chân Hư cũng đã xử lý không ít người, thủ đoạn có thể nói là tàn khốc. Đây cũng là lý do làm cho sau hai năm Chân Hư trông càng thêm âm lãnh. Chỉ là trước mắt khi nhìn thấy bóng người kia, sự âm lãnh trong mắt của hắn mới hơi nhạt đi. So sánh với Thiên Quỷ phủ lạnh như băng này thì khoảng thời gian ở trong Thánh Tích chi địa sau khi gặp Chu Nguyên lại đã để lại trong nội tâm âm lãnh kia của hắn một ít cảm giác khác thường. Tối thiểu nhất ở trên người Chu Nguyên hắn có được một loại cảm giác tín nhiệm, có thể thoải mái giao phía sau lưng cho đối phương, mà không phải là như ở bên trong Thiên Quỷ phủ này mỗi người đều là gương mặt không giống như bề ngoài. Vị lưu phủ thủ tịch kia của thiên quỷ phủ nhìn thoáng qua bóng người trẻ tuổi vừa mới xuất hiện ở trên quảng trường kia rồi chật lườm tà khâu thanh ngư một cái và nói, bạn đang xem nguyên tôn được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim. Quả nhiên là thật can đảm nhưng mà cũng thật sự là tuổi trẻ ngông cuồng, không biết sợ ai. Hôm nay, thánh cung rõ ràng có chuẩn bị mà đến, hiện tại, hắn đã lộ mặt, thánh cung lại càng không có khả năng buông tha hắn rồi. Nghe lưu phủ nói vậy, những đệ tử thủ tịch khác có mặt ở đây cũng khẽ gật đầu trung nguyên giết chết hai vị đệ tử thủ tịch của thánh cung ân oán này không thể bảo là không sâu hiện tại hắn đã lộ mặt thánh cung tất nhiên sẽ không lưu tình vị nữ đệ tử thủ tịch kia của bách hoa tiên cung cũng nhíu mày lại nhìn qua tả khâu thanh ngư thấp giọng thở dài hắn hoàn toàn chính xác là không nên xuất hiện bởi vì khi hắn xuất hiện rồi thánh cung sẽ tập trung cửu hận vào hắn tả khâu thanh ngư bình tĩnh nói các người không biết hắn nên mới nghĩ như vậy thôi nếu hắn đã xuất hiện vậy thì cho thấy hắn cũng không sợ những đệ tử thủ tịch này của thánh cung thấy thế nữ đệ tử thủ tịch lại càng lắc đầu mạnh nàng nói hắn có thể giết chết phạm yêu đúng là phải có chút thực lực nhưng triệu kình lại là một tồn tại mạnh hơn phạm yêu đến mấy lần xếp hạng trong 10 đại đệ tử thủ tịch của thánh cung đều là thật sự liêu mạng giết đi ra triệu kình có thể ổn áp phạm yêu nhiều năm như vậy tự nhiên không cần nói cũng biết thực lực của hắn mạnh mẽ như thế nào có lẽ lúc này thánh cung ước gì trung nguyên xuất hiện sau đó do triệu kình ra tay đánh bại trung nguyên vãn hồi thể diện mà thánh cung bọn hắn đã mất đi tả khâu thanh ngư không nói thêm gì hai con người giống như hoa đào nhìn bóng người thon dài trên quảng trường kia từ khi gặp mặt đến nay người kia có lẽ chưa từng làm cho nàng thất vọng tuy rằng nàng cũng hiểu trụ kinh kia tất nhiên là có thực lực rất mạnh mẽ nhưng nàng vẫn tin tưởng chu nguyên như trước chu nguyên trên quảng trường trông thấy chu nguyên xuất hiện mấy người đường mộc tâm đều nhịn không được cả kinh hiển nhiên người sau xuất hiện cũng có chút vượt quá dự liệu của bọn họ chu nguyên đã đến rồi cũng không sao trước mắt có thể để cho tạng ngôn thủ tịch thử đối phương một lần đường mộc tâm mở miệng nói ra tuy rằng nàng cũng cảm thấy thực lực hiện tại của chu nguyên có lẽ không kém nhưng tạ ngôn có thể sẽ càng ổn hơn một ít chu nguyên quay đầu ôm quyền chào hỏi mấy người đường mộc tâm sau đó ánh mắt chuyển hướng tạ ngôn sau khi thoáng trầm mọc một lát hắn nói thực lực của tạ ngôn sư huynh hoàn toàn chính xác là không kém nhưng mà chỉ sợ không có cách nào chiếm được chỗ tốt ở trong tay đối phương nghe chu nguyên nói vậy tạ ngôn cũng hơi giật mình nhưng cũng không có phản bác bởi vì bản thân hắn cũng có loại cảm giác này chu nguyên ngươi đừng ở chỗ này giả vờ giả vịt nữa ngược lại là bách lý triệt nhịn không được hừ lạnh nói đã đến lúc này rồi thì đừng nên nghĩ đến chuyện chơi trội nữa nếu như lần này ngươi thua thì sẽ khiến cho tất cả chúng ta đều mất mặt trung nguyên cười cười không có để ý đến hắn chỉ là nhìn chăm chăm vào đường mộc tâm và nói đường sư tỷ việc này đã do ta mà lên tự nhiên nên để ta chấm dứt nghe trung nguyên tự tin như thế đường mộc tâm cũng có chút bất ngờ nàng nhìn thẳng vào mắt hắn như muốn nhìn ra cái gì đó nhưng thần sắc trên mặt người sau vẫn vô cùng nghiêm túc cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào là đang cưỡng ép thể hiện cả vì vậy sau một lúc lâu nàng khẽ gật đầu nói nếu như ngươi có lòng tin vậy thì hãy xử lý chuyện này đi đường sư tỷ thấy đường mộc tâm lại đồng ý bách lý triệt nhíu mày lại và định nói gì đó nhưng đường mộc tâm đã khoát tay áo ngăn lại lời của hắn vì vậy bách lý triệt chỉ có thể thu hồi lời nói trong miệng liếc nhìn chu nguyên với ánh mắt có chút tức giận thấy đường mộc tâm đã đồng ý chu nguyên cũng ôm quyền cảm tạ tạ ngôn thì là chậm rãi lui về phía sau vì vậy ở trong cái nhìn soi mói của tất cả mọi người Trung Nguyên chậm rãi bước lên phía trước, bàn tay nắm lấy cái bút màu đen khổng lồ kia rồi cánh tay nhẹ nhàng chấn động khiến cho mặt đất vỡ ra. Thiên Nguyên bút quét ngang, lông thơ trắng như tuyết hình thành ngói bút giống như nụ hoa, hào quang lưu chuyển, vô cùng sắc bén. Trung Nguyên cầm Thiên Nguyên bút trong tay, ngòi bút chỉ xéo mặt đất, sau đó, hắn ngẩng đầu lên, nhìn qua đội ngũ đông nghịt người của thánh cung ở đối diện, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trên người Hoắc Thiên cùng Triệu Kình. Mà lúc này, hai người kia cũng đã tập trung vào hắn, một người có ánh mắt tĩnh mịch còn một người thì toát ra vẻ hung ác. Nhưng mà Chu Nguyên cũng không bị ánh mắt của hai người hù ngã, ngược lại là cười nhạt một tiếng, bình tĩnh nâng ngòi bút lên, chỉ thẳng về hướng hai người. Thương Huyền Tông, Chu Nguyên ở đây. Trong số chư vị đệ tử thủ tịch của Thánh Cung ở đây, vị nào muốn tới chỉ giáo? Vô số ánh mắt đều tập trung vào cảnh tượng đang diễn ra trên quảng trường, khi Chu Nguyên chậm rãi nâng ngòi bút sắc bén kia lên, chỉ thẳng về phía Hoắc Thiên cùng Triệu Kình ở xa xa, bầu không khí trong quang trường lập tức trở nên lặng lẽ hoắc thiên kia híp hai mắt lại nhìn chằm chằm vào trung nguyên sau đó hắn đột nhiên cười to chỉ là ở bên trong nụ cười kia lại tràn ngập cảm giác lạnh lẽo người chính là trung nguyên kẻ dùng thủ đoạn ti tiện bội bạc để đánh lén sát hại phạm yêu hay sao nhưng mà đối mặt với lời vu cáo độc điện như vậy của hoắc thiên trung nguyên lại không thèm có nửa phần ý định giải thích bởi vì ở thời điểm này việc mà hắn cần làm không phải là giải thích mà là cần ở trước mặt của tất cả mọi người lại một lần nữa hung hăng đánh bại đệ tử thủ tịch của thánh cung lúc kia lời vu cáo độc địa này của hoắc thiên tự nhiên sẽ trở thành một trò cười sau đó giống như là một bàn tay tát lên trên mặt của hắn vì vậy hắn bình tĩnh nhìn chằm chằm vào hai người hoắc thiên và triệu kình và lại một lần nữa chậm rãi nói vị nào lên muốn chỉ giáo ta hoặc là nói cả hai vị muốn cùng lên hay sao xôn sao? lời nói này của hắn vừa truyền ra cũng khiến cho mọi người kinh ngạc đồng thời xôn xao bàn tán với nhau mặc dù còn không biết thực lực của chu nguyên nhưng sự ngông cuồng này thật đúng là không phụ với câu nói tuổi trẻ khinh cuồng Hoắc Thiên cười nhạt một tiếng nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ là ánh mắt khi nhìn về phía Trung Nguyên càng thêm lạnh lẽo, sau đó, hắn nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu với Triệu Kình và chậm rãi nói: "Người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng, cho chút giáo huấn cũng là việc mà những người đi trước như chúng ta nên làm. Triệu Kình, hãy nhớ rõ bóp nát cái cằm của hắn, tay chân của hắn thì chỉ cần bẻ gãy thôi. Đã tổn hại thanh danh của thánh cung ta, tự nhiên cũng nên trả giá thật nhiều." Triệu Kình giữ tợn cười một tiếng rồi chậm rãi đi ra, mỗi khi bước ra một bước mặt đất dưới chân đều là rạn dạ nứt, mặt ngoài thân thể của hắn có hào quang sáng bóng lưu động, hiển nhiên triệu kình cũng là người chuyên tu luyện thân thể. Hắn tùy ý đứng ở phía trước trung nguyên, nhìn chăm chằm vào trung nguyên với ánh mắt hung ác, năm ngón tay chậm rãi nắm chặt. Tiểu tử, nếu như ngươi giống như là một con chuột ngoan ngoãn trốn đi thì hôm nay còn có thể lưu mạng lại, nhưng đáng tiếc ngươi đã không có cơ hội hối hận. Ông vừa dứt lời, thân thể của hắn đã nhanh chóng bành trướng, bên ngoài cơ thể có ánh sáng màu đen nhàn nhạt, nhạt lưu truyền cơ bắp chấn động bạo phát ra một luồng sức mạnh kinh người làm cho không khí đều phát ra tiếng nổ nốt bốc một cảm giác áp bách chậm rãi quách tán ra bốn phía xung quanh ở quanh quảng trường phát hiện được cảm giác áp bách này ánh mắt của không ít người đều trở nên ngưng trọng triệu kinh này là đệ tử thủ tịch của địa thánh điện trong thánh cung mà địa thánh điện cùng hồng nhai phong của thương huyền tông bình thường đều là lấy việc tu luyện thân thể làm chủ thân thể cực kỳ cường hoành đủ để rời núi đẩy tường thành lúc này triệu kinh tựa như là một con khỉ đột hung hãn mà Chu Nguyên đứng ở phía trước hắn thì là cho người ta một loại cảm giác thường thường không có gì lạ, tự như là Triệu Kình chỉ cần uy ý đánh ra một quyền thì Chu Nguyên sẽ lập tức biến thành thì vụn vậy. Vô số ánh mắt hội tụ ở chỗ này, dừng lại ở chỗ hai bóng người đang giằng co kia. Vào lúc này, ngay cả gió tự hồ cũng đã ngừng thổi. Oanh! Nhưng sự ngưng trệ này cũng chỉ rằng co trong gần kề mấy giây mà thôi, sau một cái chớp mắt, từ trong cơ thể của Triệu Kình, khí thế cuồng bạo đột nhiên bộc phát ra, sắc mặt của hắn trở nên hung ác, bàn chân đạp mạnh, mặt đất nứt toác mà thân thể của hắn thì là tựa như đạn pháo vậy, nhanh chóng bắn ra, thân thể di chuyển còn mang theo tiếng nổ lốp bốp. Năm ngón tay của hắn nắm chặt, đánh ra một quyền, quyền kình gào thét, vào lúc này, không gian đều có chút chấn động. Nhìn qua bóng người đang mạnh mẽ lao đến kia, sắc mặt của Chu Nguyên vẫn không hề thay đổi, chỉ thấy thân thể của hắn bắt đầu hư hóa, sau đó nhẹ nhàng lướt trở ra, cùng lúc đó, tay áo hất lên, ngay lập tức đã có thêm một dòng nước lũ bằng nguyên khí màu vàng gà thét lao ra. Phanh! một quyền kia của triệu kình dễ dàng dập nát dòng nước lũ bằng nguyên khí kia nhìn thấy chu nguyên lựa chọn né tránh triệu kình nhe răng cười lớn bàn chân đạp mạnh xuống đất một cái tốc độ lập tức tăng vọt lưu lại vô số tàn ảnh ở bên trong vô số tiếng kinh hô hắn đã xuất hiện ở phía sau chu nguyên chết cho ta hắn nhe răng cười và đánh ra một quyền đánh thẳng về hướng đầu của chu nguyên vừa ra tay đã là sát chiêu tàn nhãn để lấy mạng rõ ràng là hắn cũng không khinh thường chu nguyên giống như những lời đã nói chu nguyên quay đầu nhìn qua phía sau lưng rồi năm ngón tay cũng nắm chặt lại rồi trở tay đánh ra một quyền, khi một quyền này được đánh ra thì da của hắn bắt đầu lóe ra ánh sáng màu trắng ngà, ở bên trong xương cốt cũng có ánh sáng màu bạc tách ra. Oanh, nắm đấm của hai người đập vào cùng một chỗ, sóng xung kích cuồng bạo lập tức bộc phát ra đến, mặt đất dưới chân không ngừng vỡ toang, được phá hoại cực kỳ kinh người. Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn qua chỗ trung tâm của sóng xung kích, chợt đều hơi kinh hãi, bởi vì bọn họ nhìn thấy, hai bóng người kia đều không chút sức mẻ. Đối với Triệu kinh bọn hắn ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa dù sao triệu kình cũng là cường già có uy tín lâu năm thực lực cường hoành đã được chứng minh rất nhiều lần thân thể kia cũng đã được rèn luyện đến một mức độ cực kỳ kinh người nhưng mà làm cho mọi người cảm thấy bất ngờ chính là Chu nguyên lại cũng có thể đón đỡ một đòn của triệu kình mà không rơi vào thế hạ phong thật là thú vị hóa ra là người cũng có tu luyện thân thể nhìn qua ánh sáng màu trắng ngà lưu chuyển trên thân thể chu nguyên triệu kình cũng có chút kinh ngạc nhưng rồi chợt sự hung ác trong mắt càng đậm hắn nghe răng cười nói cũng tốt vị đệ tử thủ tịch của hồng nhai phong kia còn bị ta bẻ gãy một cánh tay nữa là ngươi ta ngược lại là muốn nhìn xem ngươi lại có thể kiên trì trong tay ta được bao lâu oanh oanh vừa dứt lời chỉ thấy được trên thân thể hắn ánh sáng màu đen đang lưu chuyển càng thêm nồng đậm sau một khắc hai nắm đấm của hắn không ngừng đánh ra hóa thành vô số hư ảnh hình quyền giống như là mưa to vậy mỗi một hương ảnh hình quyền đều ẩn chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ ô ô quyền kình rít gào tạo ra gió xoáy lưu lại trên mặt đất những vết cắt thật sâu đòn tấn công mạnh mẽ như thế làm cho cường giả khắp nơi đều cảm thấy da đầu có chút run lên vô số hư ảnh hình quyền nhanh chóng phóng đại ở trong ánh mắt của chu nguyên nhưng lúc này sắc mặt của chu nguyên vẫn cực kỳ bình tĩnh ánh sáng màu trắng ngà trên thân thể cũng càng thêm nồng đậm ánh sáng màu bạc phát ra từ trong xương cốt đan vào với ánh sáng màu trắng ngà hắn không ngừng xuất trường hai bàn tay của hắn đồng dạng là biến thành vô số hư ảnh hình trường mặc dù gió xoáy do châu này tạo ra không cuồng bạo hung lệ bằng triệu kình vậy nhưng lại có thêm một loại cảm giác thong dong nhẹ nhàng băng khơ oanh oanh quyền trưởng va chạm sóng xung kích đáng sợ không ngừng bộc phát dẫn tới không gian chấn động vô số ánh mắt cắt gao nhìn chằm chằm vào chỗ hai người chiến đấu nếu dựa theo thanh thế thì không thể nghi ngờ là triệu kình đang chiếm cứ thượng phong tuyệt đối thế công của hắn như mưa to như nước lũ mà chu nguyên thì là giống như là một chiếc thuyền lá nhỏ trôi nổi trong rông bão có nguy hiểm bị lật úp nhưng mà làm cho người ta bất ngờ chính là mỗi lần đến thời khắc nguy hiểm thì chu nguyên luôn có thể hóa giải nhưng mà nhìn đến lúc này Người ở chỗ này cũng đã có thể biết thực lực của Chu Nguyên đích thật là không thấp, dù sao có thể chiến đấu với Triệu Kình lâu như vậy, nếu như nói hắn có thể giết chết Phạm Yêu ngược lại cũng không phải là chuyện không thể nào. Oanh, giữa giảng trường, Chu Nguyên cùng Triệu Kình lại một lần hung hãn va chạm với nhau, sau đó cả hai đều bị bắn ngược trở ra. Nhìn qua trận chiến đấu giữa hai người, sắc mặt của Hoắc Thiên lại hơi trầm xuống, hắn nói, "Triệu Kình, không cần chơi đùa nữa. Điều hắn muốn là Triệu Kình đánh bại Chu Nguyên một cách dễ như trở bàn tay." mà không phải là muốn ước lượng ra Chu Nguyên đến tột cùng là có bao nhiêu năng lực. Triệu Kính bè bẻ cổ, nhếch miệng cười nói, xin lỗi Hoắc sư huynh, thân thể của tiểu tử này cũng không tệ lắm làm cho ta nổi hứng thú. Dù sao, khó được gặp được người có thể dùng thân thể để chiến đấu cùng ta lâu như vậy. Nhưng mà hắn cũng biết bây giờ không phải là thời điểm ham chiến, vì vậy, hắn quay sang nói với Chu Nguyên, lúc này ánh mắt cũng trở nên dữ tợn, tiểu tử, vừa rồi ta còn chưa dùng đến 6 phần 10 thực lực đâu, cho nên, lúc này, nếu như tiểu tử ngươi biết đường chịu thua sẽ đỡ phải chịu khổ hơn nhiều. Chu Nguyên cười nhạt một tiếng, nói, thì ra là như thế, thảo nào ta lại thấy nắm đấm của ngươi mềm nhũn giống như là của nữ nhân vậy. Nghe Chu Nguyên nói vậy, trong mắt triệu kinh hiện lên thần sắc thô bạo, hắn nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên, hai tay đột nhiên khép lại, sau một cái chớp mắt, khí lưu màu đen bên ngoài cơ thể hắn lại càng thêm nồng đậm, chỉ thấy da của hắn bắt đầu hóa thành màu đen giống như quạng sắt vậy, bàn tay biến thành khổng lồ, bóng tay màu đen cũng trở nên sắc bén thân hình của hắn vốn là đã cường tráng, lại một lần nữa bành trướng, tựa như là một người khổng lồ cao khoảng mấy trượng. Giống, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, hai đấm nện vào lồng ngực, phát ra âm thanh giống như là tiếng sắt thép va chạm với nhau. Từ trong cơ thể hắn, khí thế hung thần đáng sợ khuếch tán ra bốn phía xung quanh. Bạn đang xem nguyên tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di các Phim. Ở phía xa, nhìn qua trạng thái của Triệu Kình lúc này, sắc mặt của mấy người Đường Mộc Tâm cũng khẽ biến, sắc mặt của Trần Trạch, đệ tử thủ tịch của Hồng Nhai Phong càng thêm ngưng trọng. Hắn nói, đây là viên ma thuật trong địa thánh điện của Thánh cung, là một môn nguyên thuật luyện thể cực kỳ lợi hại, Triệu Kình này muốn dốc hết toàn lực rồi. Nghe Trần Trạch nói vậy, mấy người Đường Mộc Tâm cũng cảm thấy lo lắng cho Chu Nguyên. Nhìn qua Triệu Kình giống như là ma viên kia, trong mắt của Chu Nguyên cũng không có xuất hiện bất kỳ sự khẩn trương nào, mặc dù thực lực của Triệu Kình này hoàn toàn chính xác là rất mạnh mẽ, nếu như trước mắt hắn chưa đột phá đến kim huyết cảnh thì muốn đánh bại, có lẽ còn phải dùng đến địa thánh văn. Nhưng đáng tiếc trên đời cũng không có cái gọi là nếu như. Chu Nguyên hít một hơi thật sâu, hai mắt khép hờ, lẩm bẩm nói, vậy ngươi cũng biết lúc trước ta chỉ mới sử dụng 3 phần 10 sức mạnh hay không? Giờ khắc này, ở chỗ trái tim của Chu Nguyên, một giọt máu màu vàng kia nhẹ nhàng chấn động, vô số tơ máu màu vàng lan tràn ra, chảy vào trong cơ thể. Khi Chu Nguyên mở mắt ra thì chỉ trong một cái chớp mắt, ở bên trong con ngươi của hắn có ánh sáng màu vàng lấp lóe. Tiếp đó, ta sẽ cho ngươi biết một chút về sức mạnh của thân thể chính thức đến từ Thương Huyền Tông. Giống, trên quảng trường bờ bộn, Triệu Kình ngửa mặt lên trời gào thét, ánh sáng màu đen tràn ngập thân hình làm cho thân thể bằng máu thịt của hắn nhìn qua tựa như là được đúc lại bằng sắt đen vậy không thể phá vỡ lúc này triệu kình đúng là một con ma vượn sống sờ sờ sự hung ác cùng thô bạo này làm cho người ta hãi hùng khiếp vía giờ khác này mà ngay cả mấy người tả khâu thanh ngư đang đứng ở trên tầng cao nhất của lầu các đều cảm giác được uy áp kinh khủng phát tán ra từ trong cơ thể của triệu kình cho nên mấy người tả khâu thanh ngư ninh chiến vốn luôn tin tưởng vào trung nguyên cũng tỏ vẻ khẩn trương dù sao lúc này triệu kình thật là quá mức đáng sợ nhìn qua cảnh tượng này lưu phủ thủ tịch của thiên quỷ phủ kia chợt liếc qua tả khâu thanh ngư cười lạnh nói có thể bức triệu kình phải sử dụng đến ma vượn thuật trung nguyên này đích thật là có vài phần thực lực nhưng mà đáng tiếc phần thưởng cho cố gắng của hắn lại là một triệu kình càng thêm đáng sợ lúc này chỉ sợ là hắn khó giữ được cái mạng nhỏ này nghe lưu phủ nói vậy những đệ tử thủ tịch khác ở đây đều gật đầu tỏ vẻ ngưng trọng bọn hắn biết rõ nếu như đổi lại là mình đứng ở trước mặt triệu kình lúc này thì tất nhiên là khó có thể chống đỡ được mấy hiệp vị đệ tử thủ tịch xếp thứ hai của thánh cung đích thật là danh bất hư truyền oanh ở trong ánh mắt ngưng trọng của vô số người con người hung ác của triệu kinh đã nhanh chóng tập trung vào trung nguyên lúc này đây hắn không còn nói nhảm nửa câu nữa chỉ là nụ cười trên mặt càng thêm dữ tợn đông đột nhiên triệu kinh ngồi xổm xuống hai tay chống xuống đất sau một cái nháy mắt hai chân đột nhiên đạp mạnh một cái vết sách cực lớn từ dưới chân hắn lan tràn ra mà thân hình của hắn thì tựa như là viễn cổ ma vượn săn mồi bàn tay khổng lồ bao phủ trung nguyên ma vượn chi thủ tiếng rít gào vang lên vọng khắp cả quảng trường chỉ thấy được ánh sáng màu đen lan tràn trên cánh tay phải của triệu kình kia thậm chí có bộ lông màu đen sinh dài ra trong khoảng khắc cánh tay này của hắn đã biến thành một cái cánh tay tráng kiện như là của ma vượn oanh một quyền này xé rách không khí phát ra tiếng xèo xèo và nhanh chóng bao phủ chu nguyên một quyền này đã hung hãn đến mức tột đỉnh đối mặt với một quyền đáng sợ như thế của triệu kình mấy người đường mộc tâm đều biến sắc bọn họ nhanh chóng vận chuyển nguyên khí trong cơ thể chuẩn bị sẵn sàng cho việc ra tay cứu viện nhưng mà trong khi tất cả mọi người đều cảm thấy kinh hãi vì một quyền hủy diệt kia triệu kinh thì người đang đứng ở dưới sự bao phủ của một quyền kia là trung nguyên lại cực kỳ bình tĩnh lúc này ánh sáng màu vàng trong đôi mắt như ẩn như hiện hiện tại bên ngoài cơ thể của hắn cũng có ánh sáng màu vàng nhàn nhạt, nhạt lan tràn ra giống như là tạo thành từng đường vân cổ xưa màu vàng ở bên ngoài thân thể của hắn ở trong trái tim của hắn giọt máu màu vàng kia kịch liệt chấn động tiểu tử quỳ xuống cho ta triệu kình hét to lên tiếng một quyền hủy diệt cuối cùng mang theo bão táp đánh xuống tới đối mặt với một quyền kinh khủng đang đến gần kia sắc mặt của Chu Nguyên không hề thay đổi năm ngón tay chậm rãi nắm chặt những đường vân cổ xưa màu vàng ở bên ngoài thân thể của hắn sáng lên và hội tụ về chỗ cánh tay sau đó bao trùm mặt ngoài nắm đấm một luồng sức mạnh không có cách nào hình dung giống như là chân long phẫn nộ gào thét cuồn cuộn ở trong cơ thể của Chu Nguyên từ xưa đến nay hắn chưa bao giờ cảm thụ qua sức mạnh kinh khủng thế này sức mạnh mà Kim huyết cảnh mang đến cũng đã vượt ra khỏi sự tưởng tượng của Chu Nguyên oanh ở trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người một quyền của chu nguyên lại dùng tư thái chính diện và chạm cùng một quyền hủy diệt kia của triệu kình quả thực đang tìm chết nhìn qua cảnh tượng này vô số người đều lắc đầu thở dài lúc này so sánh với một quyền giống như là ma vượn kia của triệu kình nắm đấm của chu nguyên trông nhỏ bé đến không ngờ cho nên bọn hắn không rõ chu nguyên đến tột cùng là bị như thế nào tại sao lại có lựa chọn ngu xuẩn như thế tại sao lại dám cứng rắn chống đỡ một quyền hủy diệt kia của triệu kình nhưng mà lúc này nói cái gì đều đã chậm chỉ sợ sau một khắc, trung nguyên kia cũng sẽ bị đập thành thịt nát mà thôi. Phanh! Chỉ trong một cái chớp mắt sau khi hai nắm đấm chạm nhau, sóng xung kích cực lớn xuất hiện và điên cuồng khuếch tán ra đến xung quanh. Vào lúc này, toàn bộ những phiến đá ở phía trên quảng trường đều bị gió xoáy thổi bay lên, mặt đất cũng không ngừng bị gọt và bay lên. Hai chi đội ngũ của Thương Huyền Tông cùng Thánh Cung đều liên tục lui ra phía sau. Nếu như không phải là những đệ tử thủ tịch của các thế lực khác đồng thời ra tay, e rằng chỉ cần dư ba khuếch tán ra của trận chiến này là đã có thể phá hủy cả tòa trang viên này rồi theo thời gian dần trôi qua sư ba cũng dần biến mất nhưng ánh mắt của tất cả mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm vào chỗ giữa quảng trường trung tâm của sóng dùng kích theo thời gian dần trôi qua bụi mù ở chỗ đó cũng dần tán đi hai bóng người xuất hiện ở trong tầm mắt của tất cả mọi người lúc này hai người chu nguyên cùng triệu kình vẫn bảo trì tư thế nắm đấm chạm nhau thân hình của hai người tựa hồ cũng chưa từng di động ai là người chiến thắng vậy tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào hai người trong mắt có kinh hãi và nghi hoặc bởi vì từ cảnh tượng ở trước mắt này bọn họ căn bản không có cách nào phân biệt ra ai là người chiến thắng, ai là người thất bại. Hoắc Thiên cũng nhìn chằm chằm vào giữa quảng trường mà nhíu mày, bởi vì hắn cũng đồng dạng không thể phân biệt được ra ai là người chiến thắng, ai là người thất bại. Hoắc sư huynh, kết quả là như thế nào vậy? Ở bên cạnh hắn có đệ tử thủ tịch khác hỏi. Hoắc Thiên thản nhiên nói, hẳn là Triệu kinh chiến thắng, một quyền kia của hắn quá mức đáng sợ, cho dù là ta muốn chống cự thì đều phải tiêu hao rất nhiều thủ đoạn, nhưng Trung Nguyên này lại dám cứng rắn chống đỡ, không thể nghi ngờ là muốn chết nghe hoắc tiên nói vậy những đệ tử thủ tịch khác của thánh cung cũng gật gật đầu bởi vì quen thuộc với thực lực của triệu kinh cho nên bọn hắn cũng biết rõ một quyền kia kinh khủng như thế nào đổi lại là bất cứ một người nào trong số bọn hắn thì đều không thể chống cự một quyền kia trung nguyên kia lại dám ngạnh kháng như thế hẳn là phải chết không thể nghi ngờ mấy người đường mộc tâm cũng vô cùng khẩn trương khi nhìn qua cảnh tượng này thằng này sao lại ngu xuẩn như vậy không có việc gì lại lựa chọn cứng rắn chống đỡ một quyền hủy diệt kia của triệu kinh làm cái gì bách lý triệt nhịn không được cán răng mắng nếu như trung nguyên bị triệu kình đánh bại thì thể diện của thương huyền tông bọn họ cũng sẽ không còn những đệ tử thủ tịch khác không nói chuyện nhưng trong mắt cũng có sầu lo trên tầng cao nhất của lầu các tất cả mọi người đều tập trung tinh thần ngay cả tà khâu thanh ngư đều nhịn không được mà nắm chặt bàn tay ngọc đôi mắt dễ thương nhìn chằm chằm vào chỗ hai người trung nguyên và triệu kình không dám di động toàn bộ hào khí trong trang viên tựa như là đều bởi vì hai bóng người trên quảng trường kia không động đậy cho nên cũng cứng lại nhưng sự ngưng trệ này cũng chỉ diễn ra trong hơn chục giây mà thôi trong sân rộng mí mắt của chu nguyên có chút giật giật hắn nhìn qua thân hình cao to cường tráng giống như là ma vượn ở trước mắt thở một hơi thật dài sau đó hắn thu tay lại và không có lại nhìn triệu kình kia nữa mà là lướt qua người triệu kình đi về phía mấy người đường mộc tâm mà triệu kình vẫn không nhúc nhích vô số ánh mắt kinh ngạc đều dừng lại ở trên người chu nguyên triệu kình người đang làm cái gì vậy hoác thiên trượt quát lên tất cả mọi người không rõ ràng lắm về tình huống lúc này tiểu tử người đã làm cái gì với triệu sư đệ Hoắc Thiên nhìn về phía Trung Nguyên với ánh mắt âm trầm rồi quát to, bước chân của Trung Nguyên hơi ngừng lại, sau đó hắn nhẹ nhàng nói, xem ra nguyên thuật tu luyện thân thể trong địa thánh điện của thánh cung cũng không có mạnh như sự tưởng tượng của ta vậy, cho nên các người có lý do gì cười nhạo thương nguyên tông ta. Còn với phần hắn sao? Trung Nguyên hơi nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng, hắn duỗi hai ngón tay ra và búng tay một cái, tiếng búng tay thanh thúy vang lên, vọng ra khắp trên quảng trường này. Phanh, bạn đang xem nguyên tôn được thuyết minh tại kênh youtube Di các Phim mà khi tiếng búng tay kia vang lên thì tất cả mọi người lập tức kinh hãi đến gần chết khi nhìn thấy cánh tay phải tráng kiện giống như là của ma vượn kia của triệu kình đúng là vào lúc này ầm ầm nổ tung bọt máu bắn tung tóe đầy trời toàn bộ cánh tay của hắn đã bị biến thành thịt vụn mà triệu kình cũng chậm rãi ngửa mặt lên trời và đổ sụp xuống soạt vào lúc này toàn bộ trang viên đều sôi trào lên tất cả mọi người đều tỏ vẻ khó tin cùng kinh hãi sau một khắc ánh mắt của tất cả mọi người đều hội tụ đến chỗ bóng người trẻ tuổi đang đưa lưng về phía triệu kình kia những ánh mắt kia đều tỏ vẻ cực kỳ rung động. Ai có thể nghĩ đến, lúc trước nhìn như rơi vào thế hạ phong tuyệt đối nhưng mà Chu Nguyên mới là người chiến thắng, một quyền phản kích kia lại có thể đánh nổ cánh tay giống như là của ma vượn kia của Triệu Kình. Thực lực của Chu Nguyên vớt cục là đáng sợ đến mức nào đây? Ở trong trang viên, vào lúc này những ánh mắt hội tụ ở trên thân thể Chu Nguyên đã có thêm sự sợ hãi hiện lên. Ai cũng không nghĩ tới, vị đệ tử thủ tịch mới của Thánh Nguyên Phong vốn là người không có danh tiếng gì ở trong bảy đệ tử thủ tịch của Thương Huyền Tông mới là kim cương tu la che giấu được sâu nhất ầm um, thân thể to con của triệu kinh đổ ầm xuống mặt đất tạo nên từng tiếng vang trầm khiến cho toàn bộ quảng trường hơi rung động đương nhiên không chỉ mặt đất rung động mà trái tim của vô số người vay xem cũng như vậy trong ánh mắt của tất cả mọi người đều tràn đầy sự kinh hãi nhìn cánh tay vỡ vụn của triệu kinh trong lòng rét lạnh trên lầu lưu phù vốn còn đang bưng chén trà ngồi thành thơi chờ đợi người của thương huyền tông bị xấu mặt thế nhưng lúc này toàn bộ sắc mặt lại ngưng kết trong mắt tràn đầy kinh sợ không thể nào che giấu được. Răng rác, bàn tay không không chế được lực cầm, không cẩn thận bóp nát chén trà trong tay. Làm sao có thể? Hắn nuốt nước miếng một cái, chật vật nói. Cũng may lúc này, ở bên trong lầu các đã không còn có người để ý chế rượu hắn, bởi vì thủ tịch của các môn phái khác cũng còn đang đắm chìm trong sự chấn động trước cảnh tượng phía dưới. Hình ảnh Trung Nguyên lướt qua người triệu kình, thế rồi chỉ một lát toàn bộ cánh tay của triệu kình đã nổ tung thành bọt máu quả là quá mức rung động. Ai cũng không ngờ tới, chỉ qua một cái chớp mắt ưu thế mà triệu kình vẫn luôn duy trì trong suốt trận đấu đã bị phá tan đừng quên triệu kình cũng không phải là loại người vô danh tiểu tốt mà chính là thủ tịch xếp hạng thứ hai của thánh cung cũng đồng nghĩa với việc là thực lực của hắn có thể xếp vào năm vị trí đầu trong hàng ngũ toàn bộ các thủ tịch của thương nguyên thiên nghĩ tới đây trong ánh mắt của các thủ tịch các môn phái đều tràn đầy vẻ phức tạp nhìn về phía thân ảnh trẻ tuổi kia hắn vốn là một người vô danh từ trước đến nay vẫn không có tiếng tăm gì điều này cũng khiến cho ở lúc mới đầu mọi người cũng không quá coi trọng hắn thậm chí khi nghe tới chiến tích của trung nguyên thì đều cảm thấy là có phần phóng đại thế nhưng lúc này khi hiện thực tàn khốc hiện ra ở trước mặt thì bọn hắn không thể không thu lại cái nhìn khinh thường thay vào đó là sự kiêng kỵ thậm chí còn có cả sợ hãi vị thủ tịch trẻ tuổi nhất của thương nguyên tông kia đã dùng thực lực của mình để chứng minh hết thảy vị thủ tịch nữ của bách hoa tiên cung cũng thở dài một hơi nhẹ nhõm sau đó quay đầu nhìn tả khâu thanh ngư và nói thanh ngư người bạn này của muội thật là quá hung hãn quả thật là quá hung hãn hắn lại dùng phương thức trực tiếp nhất mạnh mẽ nhất để đánh nát cánh tay của triệu kình tả khâu thanh ngư chớp đôi mắt hoa đào bên ngoài có vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng cũng vô cùng bất ngờ tuy rằng nàng vẫn có lòng tin với chu nguyên nhưng nhiều lắm thì cũng chỉ cho rằng chu nguyên có thể đánh ngang tay cùng với triệu kình thế nhưng cảnh tượng trước mắt lại cho thấy triệu kình suýt chút nữa đã bị chu nguyên đánh chết cái tên này sao lại còn mạnh hơn quá nhiều so với lần gặp trước như vậy tả khâu thanh ngư thầm nghĩ trong lòng sau đó đôi mắt đẹp nhìn lướt qua lưu phù nói hừ chắc hẳn bây giờ không còn ai hoài nghi trung nguyên nữa chứ lưu phủ cúi đầu dọn dẹp nước trà bị bán lên người tư thế có chút chật vật không dám tiếp lời của tả khâu thanh ngư nhìn thấy bộ dạng này của hắn tả khâu thanh ngư cũng cảm thấy thoải mái sau đó liền không thèm để ý nữa đôi mắt đẹp lại quay đầu nhìn về phía thân ảnh thon dài đang đứng trên quảng trường kia bên lan can lữ thuần quân và ninh chiến cũng đang quan sát cuộc đấu phía dưới sắc mặt hai người đều lộ ra vẻ ngưng trọng một quyền thật mạnh ninh chiến chậm rãi nói hắn đã rèn luyện thân thể tới một cảnh giới cực kỳ cao thâm ngay cả tên triệu kình kia cũng không thể nào sánh nổi bản thân bắc minh trấn long điện cũng có phương pháp tu luyện thân thể nhưng trong số rất nhiều thủ tịch của bắc minh trấn long điện thì không người nào có thể có thành tựu cao như trung nguyên có lẽ chỉ có thánh tử mới có thể sánh được mặc dù hai mắt của lữ thuần quân không thể nhìn thấy nhưng hắn lại có thể cảm nhận được lực lượng va chạm kinh người lúc trước trong đó có một phần là thuộc về trung nguyên một quyền kia lữ thuần quân đánh giá một lát cuối cùng chậm rãi nói hắn lại vượt lên chúng ta rồi Ninh Chiến gãi đầu một cái, nói với vẻ bất đắc dĩ, đúng là tên biến thái, ta còn định tìm hắn đánh một trận để rửa sạch nhục nhã của trận thua lúc trước nữa cơ, nhưng bây giờ nhìn cảnh tượng này thì biết mong muốn của mình là không thể thực hiện được rồi. Lữ Thuần Quân vuốt ve cây trọng kiếm sau lưng, khàn khà nói, có mục tiêu để phấn đấu cũng là một việc tốt, như thế sẽ khiến cho ta có động lực để tiến lên. Ngươi biết không, lúc tu luyện ở trong kiếm ngục, mỗi khi ta không còn có thể chịu đựng được nữa, ta lại nghĩ tới Chu Nguyên. Ninh Chiến trầm mặc một lúc, nói, mặc dù ngươi bị mù, kém ưu thế hơn so với người khác, nhưng cũng đừng bắt ép mình quá như thế. Xoẹt! Một tia kiếm khí sắc bén phát ra từ đầu ngón tay lữ thuần quân, bắn thẳng về phía ninh chiến. Ninh chiến cười hắc hắc, cánh tay cong lại, nguyên khí phun trào, hóa thành ảo ảnh của một con điện long, há miệng nuốt tia kiếm khí kia vào, sau khi nuốt xong con rồng chỉ hơi chấn động một lúc liền dần dần bình tĩnh lại. Chỉ đùa một chút ấy mà. Trên quảng trường, đám người đường mộc tâm, bách lý triệt cũng trợn mắt há hốc mồm khi nhìn thấy triệu kình sụp đổ xuống, sau một hồi khá lâu, bọn hắn mới chuyển rời ánh mắt kinh ngạc từ trên vết thương của triệu kình lên trên người trung nguyên trung nguyên sư đệ thực lực của cậu lại mạnh lên rồi đường mộc tâm hít sâu một hơi không nhịn được cảm thán lúc trước bọn hắn còn đang lo lắng cùng không hiểu vì sao trung nguyên lại lựa chọn chiến đấu chính diện với triệu kình nhưng đến bây giờ tất cả thắc mắc đều đã được giải đáp bởi vì trong mắt trung nguyên một kẻ mạnh mẽ hung hãn như triệu kình lại chẳng khác nào một con hồ giấy chỉ đâm một cái là rách ánh mắt của các thủ tịch khác cũng rất phức tạp đặc biệt là bách lý triệt sắc mặt lúc trắng lúc xanh lúc trước hắn là kẻ mắng mỏ chu nguyên là ngu xuẩn nhiều nhất nhưng hắn bây giờ cũng biết được không phải chu nguyên ngu xuẩn mà là do tầm mắt của mình quá thấp so với lần chiến đấu trước đây chu nguyên lại mạnh lên quá nhiều thế nên dù cho bách lý triệt không muốn thừa nhận nhưng hắn cũng hiểu chu nguyên đã chính thức vượt xa mình rồi chu nguyên nhìn đám người đường mộc tâm cười cười ôm quyền nói cũng may là không bị thất bại nếu không thì thật là làm mất thể diện của thương huyền tông chúng ta không phải là sai lầm của chúng ta tạ ngôn thủ tịch của lôi ngục phong chậm rãi nói nếu việc này đã bắt nguồn từ ta thì đương nhiên là phải do ta giải quyết cũng không phải là muốn cướp đoạt cơ hội của tạ ngôn sư huynh đâu chu nguyên cười nói tạ ngôn chỉ lắc đầu không đáp lời đường mộc tâm chợt nói cẩn thận hình như tên hoác thiên kia chuẩn bị nổi điên chu nguyên xoay người lại nhìn về phía đám người thánh cung đến lúc này thì đám người kia cũng đã lấy lại tinh thần mà sắc mặt của tên hoác thiên kia thì âm trầm đến đáng sợ hắn chậm rãi ngẩng đầu lên Ánh mắt lạnh lão khóa chặt vị trí trung nguyên, âm thanh lạnh lùng vang dội khắp quảng trường, "Được, được lắm, xem ra là ta thực sự nhìn lầm, thì ra ngươi mới là kẻ chân chính giấu giếm thực lực. Nếu Thương Nguyên Tông các ngươi đã lợi hại như vậy, vậy Thánh cung chúng ta liền phải lãnh giáo một phen rồi." Ngay trong chớp mắt khi Hoắc Thiên vừa nói xong, các thủ tịch cùng tất cả đệ tử Thánh cung đều bộc phát nguyên khí, ánh mắt âm trầm khóa chặt về hướng Thương Huyền Tông phía bên này. Trung Nguyên thấy vậy thì vẻ mặt cũng không đổi, nói: nếu các ngươi đã muốn đấu một trận thì thương huyền tông chúng ta cũng chơi với các ngươi đến cùng nói đoạn Trung nguyên xòe bàn tay ra nhẹ nhàng vung lên cùng lúc đó tại hậu phương của đám đệ tử thánh cung từng đợt nguyên khí phóng lên tận trời chỉ thấy hơn trăm bóng người đang lao tới đây người đi đầu chính là kim trương bảy đại thủ tịch của thương huyền tông đã tụ tập đông đủ đội ngũ xuất hiện bất ngờ ở sau lưng khiến cho phía bên thánh cung có chút rối loạn sắc mặt của hoác thiên càng khó coi hơn ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào trung nguyên lúc trước bọn hắn vốn đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối thế nhưng khi kẻ này xuất hiện thì ưu thế ấy đang dần dần thay đổi tình cảnh trước mắt cũng khiến cho bọn hắn trở nên khó xử lúng túng thực lực của hai bên đã ở vào trạng thái cân bằng nếu còn dám khai chiến thì cả hai bên đều sẽ phải gánh chịu tổn thất nặng nề đến lúc đó thì chỉ tổ để lợi cho đám người khác thế là tại trong vô số ánh mắt của người đứng xem đệ tử của hai bên chỉ đứng rằng co ở một chỗ ai cũng không muốn là người đầu tiên ra tay thế là cục diện trở nên có chút lúng túng oanh cũng may ngay khi bầu không khí ngột ngạt này đã lên tới đỉnh điểm thì bất chợt có một âm thanh to lớn vang lên. Âm thanh ấy hấp dẫn ánh mắt của mọi người, sau đó vô số người đều nhìn thấy, ở trong chỗ xa xa của dãy núi, màn gió xoáy nguyên khí cuồng bạo vốn đang hoành hành lại bị xé nứt ra một cái khe hở, ngay sau đó, có rất nhiều luồng khí thế mạnh mẽ bắn ra. Những luồng khí thế ấy bắt nguồn từ trên thân của những bóng người, bọn họ vừa mới xuất hiện liền khiến cho toàn bộ quảng trường trở nên sôi trào. Thánh tử của các môn phái đều ra ngoài rồi. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé cảm ơn mọi người